Chương 451, Thông linh hàng. Vị tiên sinh này, ta nói tuyệt đối là sự thật. Chuyện này không chỉ có riêng ta biết, mà toàn bộ thành Lạc giả đều biết. Tất cả mọi người nói bang Lạc Già chúng tôi ra đời một, đệ nhất hàng đầu sư, lợi hại nhất từ trước tới nay là. Thấy Phạm Nhạc không tin, Trần A Tam lập tức giơ tay lên, như là đang thề mà nói. Dù sao Phạm Nhạc đối với hàng đầu thuật biết không nhiều lắm, thấy bộ dạng Trần A Tam như vậy không khỏi nửa tin nửa ngờ nhìn cơ khinh xa một cái. Nghiên cứu của cơ khinh xa đối với hàng đầu thuật, không phải anh ta có thể so sánh. Năm đó cơ khinh xa đến Đại học Hoa Nhân ở Thành Lạc Già Du học, thứ nhất là đến siêu tập sách cổ đạo giáo, thứ hai chính là nghiên cứu hàng đầu thuật Nam Dương. Bản thân cơ khinh xa không tu luyện hàng đầu thuật, nhưng có lòng chắc hẳn ngộ ra không ít về hàng đầu thuật. Tu luyện chi đạo, trung quy là có chút đạo lý tương thông. Cơ khinh xa khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng cho rằng Trần A Tam cố tình dùng ngữ điệu làm ra vẻ kinh người, bắt nạt bọn họ là du khách bên ngoài tới không hiểu hàng đầu thuật. Trần A Tam vốn là tính nôn nóng, thấy thế rất khó chịu nói. Tôi nói là sự thật, Đại quốc sư Ma Cưu trước đây không lâu đã từ Hoàng Cung trở về trang viên Ma Cưu, nghe nói chính là muốn tu luyện một loại hàng đầu thuật cao nhất. Hai hàng lông mày cơ khinh xa nhướng mạnh lên, hỏi đại quốc sư Ma Cưu trở lại trang viên Ma Cưu rồi. Đúng vậy, hơn 10 ngày trước, thành lạc già chúng tôi còn cử hành nghi thức long trọng hoan nghênh, tất cả các nhân vật lớn trong thành đều cùng đi ra sân bay nghênh đón. Đại quốc sư còn cùng bọn họ bắt tay ban phúc mà. Sắc mặt tiêu phàm luôn luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng hơi lộ ra một tia biến đổi. Audio điện tử võ tấn bền Đại quốc sư Ma Cưu trở về trang viên quả thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ, bốn cho là Ma Cưu sẽ ở lại trong Hoàng Cung, trong trang viên của Ma Cưu chỉ có Zino và đệ tử khác canh giữ. Mặc dù Zino những đại hàng đầu sư này cũng không phải đơn giản, nhưng ít ra dễ đối phó hơn so với Ma Cưu. Hiện giờ đại quốc sư Ma Cưu tự mình chấn thủ trang viên, hơn nữa còn Zino và một đám đồ tử đồ tôn, tiêu phàm chỉ có ba người, lại còn không hiểu biết về hàng đầu thuật, quả nhiên là thế đơn lực bạc thật sự. Người nói đại quốc sư ma cư muốn về trang viên tu luyện một loại hàng đầu thuật cao nhất, rốt cuộc là hàng đầu thuật gì? Cơ khinh xa giả bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng của hàng đầu thuật, ra vẻ rất hứng thú hỏi han. Ha ha, việc này. Trần A Tam cười hi hi ha ha, bưng cốc bia trước mặt lên uống. Phạm nhạc cổ tay vừa lật, một tờ tiền mặt 50 đô la Mỹ liền hiện ra trước mặt Trần A Tam. Khoảnh khắc ấy hai mắt Trần A Tam tròn vo, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ thời khắc mấu chốt đưa ra điểm hấp dẫn, cũng chính là mánh khỏe mà, mật thám, bọn họ thường sử dụng. Vốn chỉ hy vọng có thể lấy được 5 đồng 10 đồng tiền thưởng từ khách, nhưng không ngờ Phạm Nhạc vừa lật tay chính là 50 đô la Mỹ, sao không khiến Trần A Tam mừng rỡ như điên được. Ngày hôm nay thật là gặp được quý nhân. Trần A Tam lập tức đem 50 đô la Mỹ thu về, lại vẫn không vội trả lời câu hỏi của cơ khinh xa, mà nâng cốc bia lên uống một hơi cạn sạch, dường như để khiến mình thêm can đảm, sau đó rỗi dài cổ, tận lực hạ giọng nói với cơ khinh sa, nghe nói đại quốc sư muốn tu luyện, thông linh hàng. Thông linh hàng, điều này sao có thể? Cơ khinh sa chấn động, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Là thật, tất cả mọi người đều nói như vậy, ngoại trừ thông linh hàng, tất cả hàng đầu thuật trên thế giới này đại quốc sư đều biết. Duy nhất chỉ có thông linh hàng mới có sức hấp dẫn với đại quốc sư. Cái gì gọi là thông linh hàng? Tiêu phàm ở một bên hỏi. Thông linh hàng, kỳ thật chính là, linh quỷ hàng, là hợp thể giữa hàng đầu sư và linh quỷ mà mình nuôi dưỡng, biến thành bộ dạng nửa người nửa linh. Trần A Tam vừa nói vừa không ngừng nhìn trái phải xung quanh, dường như đang sợ điều gì đó. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Tin đồn có liên quan về, linh quỷ hàng, bên trong phụ lục, vô cực thuật tàng, thật ra cũng có ghi lại, đương nhiên là ghi chép khá đơn giản không rõ ràng. Căn cứ theo, vô cực thuật tàng, miêu tả, Linh quỷ hàng là một loại tà thuật cao siêu trong truyền thuyết hàng đầu Nam Dương. Một khi hàng đầu sư cùng ác quỷ mà mình nuôi dưỡng hợp thể thành công, lập tức sẽ thân thể thông linh, hai giới âm dương có thể tùy ý đi lại. Khi thì làm người, khi thì làm quỷ, hơn nữa đột phá được gông cùng xiềng xích của tuổi thọ nhân loại. Mặc dù vẫn không thể trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần có tinh hồn hùng mạnh không ngừng bổ sung, lại có hy vọng sống đến mấy trăm tuổi, thậm chí hơn một ngàn tuổi. Tuy nhiên bên trong phụ lục của vô cực thuật tàng, cũng chỉ đơn giản miêu tả như vậy, chứ cũng không ghi lại có hàng đầu sư luyện thành loại tà thuật cao siêu này hay không. Ở cổ đại, giao thông không tiện, tin tức lại càng không nhanh nhạy, Trung Thổ và Nam Dương cách xa nhau nghìn vạn dặm, các tiền bối vô cực môn có thể có được một ít tin tức liên quan của hàng đầu thuật như vậy, ghi chép lại, cũng đã rất lợi hại rồi. Hừ, thông linh hàng, chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa người nào luyện thành không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị ác quỷ cắn nuốt, đến hài cốt cũng không còn. Đại quốc sư ma cư cũng không phải không biết phương diện nguy hiểm đáng sợ này, làm sao lại đi tu luyện loại hàng đầu thuật nguy hiểm khó lường nhất trong truyền thuyết này. Phạm nhạc, hư, lạnh một tiếng rồi nói. Ha ha, chuyện này, ta cũng không hiểu lắm, là nghe bằng hữu nói. Tuy nhiên, bằng hữu của ta là hàng đầu sư thực sự, chính là ông ta nói như vậy ngoại trừ thông linh hàng đại quốc sư ma cư còn hàng đầu thuật gì mà không biết chứ trần a tam thật sự không hổ là mật thám có thâm niên vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hoang mang trực tiếp đem bầu không khí huyền nghi tô đậm đúng chỗ xem ra mật thám này thật đúng là người kể chuyện có tài năng mới có thể lăn lộn vứt đâu cũng sống được như vậy tiêu phàm hỏi trần tiên sinh vừa rồi có vị lâm tiên sinh cãi nhau ở trong này nói là tổng quản phạm phủ sự việc này như thế nào. Thấy chuyện liên quan đến đại quốc sư Ma Cưu, vị Trần A Tam này cũng không còn gì mới mẻ để kể nữa, hơn nữa nói đến quán nửa toàn là tin vỉa hè, nên tiêu phàm liền chuyển đề tài. Mật thám, lợi hại cũng chỉ có thể cung cấp một ít tin tức ở bề ngoài, muốn biết rõ tin tức phải tìm người thực sự trong cuộc để hỏi. Ví dụ như một hàng đầu sư, phái bất cổ, đồ tử đồ tôn của đại quốc sư Ma Cưu, biết tin tức bên trong, khẳng định hơn rất nhiều so với Trần A Tam trời ơi ngài hỏi ta chuyện này là tìm đúng người rồi ta ở ngay cạnh phạm phủ là hàng xóm trần a tam giơ tay vỗ đùi hưng phấn mà nói phạm nhạc liền cười sát phách phạm phủ sao có thể có hàng xóm làm mật thám hàng xóm phạm gia đều là người hoa địa phương thuộc tầng lớp thượng lưu tai to mặt lớn không phú thì quý vị trần a tam này rõ ràng chính là lừa gạt người bên ngoài không biết nên khoác lác lung tung ông ta làm sao có thể nghĩ được người ngồi ở trước mắt là con cháu thật sự của phạm phủ đúng là loại tiểu nhân thấy người sang bắt quàng làm họ phạm nhạc đương nhiên sẽ không vạch trần lại nói tiếp anh ta vị chủ nhân thực sự của phạm gia này so với trần a tam còn nhiều trải nghiệm hơn nếu không phải rất trùng hợp do tiêu phàm và thiên thanh tử giải trừ huyết hàng trong cơ thể cho anh ta thì có lẽ anh ta đã chết ở đất khách quê người không về được vị lâm tiên sinh lâm tổng quản kia ban đầu chẳng qua là một người làm vườn trong phạm phủ mà thôi ai cũng chướng mắt gã mấy năm trước thiếu chủ phạm g là a phạm nhạc tiên sinh bỗng nhiên mất tích phạm gia liền nổi lên biến cố long trời lở đất các ngươi đã từng nghe qua về phạm gia rồi chứ hoàng phạm ngụy phủ tứ đại gai là một trong bốn đại gia tốc giàu sang bậc nhất trong xã hội người hoa ở thành lạc già chúng tôi nghe rất thú vị đúng không cùng với phòng hoạn vị nhiên là một thanh âm hoàng phạm ngụy nhiễm và phòng hoạn vĩ nhiên đương nhiên không phải cùng là một âm chỉ có điều quốc ngữ của trần a tam vốn không theo chuẩn mực nên cũng không cần so đo gã có thể nói thành ngữ phòng hoạn vĩ nhiên đã là ở ngoài dữ liệu của tiêu phàm rồi phạm gia nổi lên biến cố gì mà long trời lở đất vậy cơ khinh xa gấp rút hỏi đương nhiên cũng là bởi vì phạm anh phạm tiên sinh phạm tiên sinh ban đầu vốn không phải người thừa kế đầu tiên của phạm gia sau khi phạm nhạc tiên sinh mất tích phạm anh tiên sinh mới có cơ hội tiếp quản tập đoàn phạm thị vị phạm anh tiên sinh này thực là một nhân vật có thủ đoạn độc ác rất lợi hại nhiều lão nhân ở phạm gia cũng không phục gã ta quản lý một mực trung thành với phạm nhạc tiên sinh phạm anh tiên sinh liền đem thanh trừ hết tất cả các lão nhân không phục các ngươi có thể cũng không biết phạm anh tiên sinh cũng là một vị đại hàng đầu sư đồ tôn của đại quốc sư ma cưu hiện tại là hàng đầu sư người hoa đầu tiên ở thành lạc già của chúng tôi Vị Lâm tiên sinh kia chính là rất biết vuốt mông ngựa, nên chiếm được tín nhiệm của Phạm anh tiên sinh, từng bước thăng chức, rốt cục làm tới tổng quản Phạm phủ. Ha ha, nói tới đây, Trần A Tam không kìm nổi lòng giơ tay chùi miệng một cái, tựa hồ đối với Lâm Thành Đạc, một bước lên mây, vô cùng hâm mộ. Cái gọi là tổng quản trong phủ nói cho cùng chẳng qua chỉ là người đứng đầu trong các kẻ dưới mà thôi, Qua Uy Phong hiển hách đến mấy, cả đời cũng không loại bỏ được thân phận tôi tớ. Đương nhiên ở trong mắt Trần A Tam có thể khiến cho Phạm Anh Tiên sinh cho làm người đứng đầu trong đám gia nô, so với gã bây giờ cũng uy phong gấp bao nhiêu lần rồi. Ít nhất Lâm Thành Đạc có thể ở khách sạn Kim Hải Ngạn xưng Đại Gia, Trần A Tam lại chỉ có thể làm một mật thám. Phạm Anh Tiên sinh lợi hại như vậy, các tam gia khác không có ý kiến gì sao? Tiêu Phạm tiếp tục hỏi, vẻ mặt có chút chú ý. Có ý kiến, làm sao có thể không có ý kiến chứ? Nhất là Hoàng gia đối với Phạm gia ý kiến cũng nhiều. Mấy năm nay, ủy có đại hàng đầu sư làm hậu thuẫn, phạm gia ra sức mở rộng, đoạt việc kinh doanh của các gia tộc khác, các tam gia khác cũng có ý kiến rất nhiều. Trước đó không lâu, hoàng gia đã ngang nhiên lật mặt với phạm gia, đánh nhau tàn nhẫn. Cơ khinh xa vừa nghe, lập tức hứng thú. Ồ, đánh nhau tàn nhẫn, hoàng gia chẳng lẽ không sợ hàng đầu sư của phạm gia sao? Ha ha, phạm gia có đại hàng đầu sư làm chỗ dựa, hoàng gia cũng có bọn họ có tiền như vậy nhất định có thể tìm được đại hàng đầu sư bảo hộ. Hơn nữa, Hoàng gia và Ngọc Dương Quan, đạo trưởng ở đây có quan hệ vô cùng tốt. Hàng đầu sư lợi hại, đạo trưởng Ngọc Dương Quan cũng không phải ngồi không. Nghe giọng điệu này của Trần A Tam có thể thấy ở sâu trong nội tâm ông ta vẫn thiên về Hoàng gia và Ngọc Dương Quan. Dù sao ông ta cũng là người Hoa, cùi trỏ không thể ngoặt ra bên ngoài, rất không ưa đối với hành vi của Phạm Anh. Tiêu Phàm và Cơ Khinh xa liếc nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Chương 452, quá yêu. Sau khi buổi biểu diễn ở đại sảnh tan cuộc, đồng hồ đã trỏ đến một giờ. Không phải mọi vị khách đều ở lại muộn như vậy, may mà buổi biểu diễn ở đại sảnh tương đối độc lập, cách âm rất tốt, nếu không nhất định sẽ khiến cho các du khách phản đối. Dù sao đại đa số du khách nước ngoài đến đây du lịch đều sắp xếp thời gian khá chặt chẽ, nhất định phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nếu ngủ quá muộn, sáng hôm sau dậy không nổi sẽ làm chậm chế toàn bộ hành trình. Phạm Linh tháo đồ trang sức, thu dọn qua quyết đồ đạc cá nhân, vịn vào vách tường chậm rãi đi về phía thang máy. Lúc khiêu vũ vừa rồi bị Lâm Thành đạc quấy rối, Phạm Linh đã bị hoảng sợ, phân tâm nên vô tình trẹo chân. Chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ, mỗi bước đi đều cảm thấy đau đớn. Phạm Linh không kìm được nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của mình. Cha đã mất hơn một năm, gia đình phá sản, Phạm Linh bị bất đắc dĩ ra bên ngoài tự tìm kế mưu sinh cũng đã được gần một năm. Mặc dù thu nhập từ việc biểu diễn múa cột ở đại sảnh khách sạn Kim Hải Ngạn này không ít, nhưng so với số nợ của gia đình cô thì hoàn toàn chỉ là muối bỏ biển. Đã qua cả năm trời Phạm Linh bàn mạng kiếm tiền, ăn mặc tiết kiệm, ngoài việc trả tiền chữa bệnh cho mẹ cùng khoản sinh hoạt phí ở mức tối thiểu, thì tiền lương còn lại không là bao. Người đòi nợ không có lòng thương, chỉ cần đến hạn trả, liền lập tức đến đòi tận cửa mỗi ngày trôi qua đều vô cùng cay đắng, nhưng chỉ còn cách cắn răng kiên trì chịu đựng. Lâm Thành đạt quấy giày mới là nguyên nhân căn bản khiến trong lòng Phạm Linh thấy hoảng sợ. Kẻ háo sắc bị ổi này nhất định sẽ không tha cho cô. Điều này trong lòng Phạm Linh hiểu rõ. Trước kia Lâm Thành Đạc từng nhìn lén nữ tỷ tắm, nên bị cha mẹ cô trách phạt nặng. Nếu không phải người cha đã qua đời của gã ta nhiều năm theo Phạm gia, thì đã sớm đổi tên vô sỉ này ra khỏi Phạm Phủ rồi. Từ đó về sau, Lâm Thành Đạt cũng khá đàng hoàng, nên mọi người cũng dần dần quên đi việc xấu gã ta từng làm. Người anh họ Phạm Nhạc mà cô yêu thương nhất bỗng nhiên mất thích, Phạm Anh trở thành người đứng đầu Phạm Gia. Không đến mấy năm đã bức tử cha cô bề trên mà ông ta gọi là Tam Thúc, khiến nhà cô phá sản, biến cô từ một thiên kim tiểu thư trước kia thành một cô gái múa cột nơi đầy kẻ hiếu sắc. Lâm Thành Đạt lại đột nhiên trở nên phát đạt, không biết dùng thủ đoạn gì đã lấy được tín nhiệm của Phạm Anh, một bước lên mây thành, nhân vật lớn của Phạm Phủ, không ai có thể động vào gã ta. Trước mặt mọi người hô mưa gọi gió, dám nói nhất định đoạt bằng được Phạm Linh đem về làm của riêng. Mặc dù mỗi lần Lâm Thành đạt đến quấy giày, Phạm Linh đều thể hiện sắc mặt không tốt với gã ta, nhưng Phạm Linh cũng biết loại chống cự này về lâu dài nhất định sẽ không có tác dụng, cuối cùng sẽ có một ngày, thời cơ chín mùi, Lâm Thành đạt sẽ lại đến gây chuyện. Phạm Linh không biết nên làm gì bây giờ. Còn có Hoàng Dũng Huy tiểu thiếu gia hoàng gia này ngoan ngoãn, nhưng cũng khiến Phạm Linh đau đầu. Đọc truyện ở http 2 gạch chéo gạch chéo net gạch chéo Trong đầu suy nghĩ lung tung lộn xộn, cuối cùng Phạm Linh cũng chậm rãi rời khỏi thang máy, đi vào bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Cách đó không xa có một xe trợ lực nhỏ đi tới. Mặc dù mắt cá nhân bị chật, nhưng Phạm Linh vẫn không nỡ bỏ tiền gọi xe taxi, mà muốn gắng gượng đi xe trợ lực về nhà. Phạm Linh còn chưa đi đến trước xe trợ lực, cây cột sau lưng bỗng nhiên có một người đi ra khiến Phạm Linh giật mình kinh hãi. Người này khá trẻ, bộ dạng chỉ khoảng 20 tuổi, người hoa điển hình, dáng người gầy yếu, đeo một đôi kính cận, thật sự rất nhã nhặn thanh tú, trong tay còn đang cầm một bó hoa hồng to, cười mỉm đi về phía Phạm Linh. Đợi đến khi nhìn rõ người đang đi tới, Phạm Linh đầu tiên là vỗ ngực khẽ thở vào một cái, lập tức liền nghiêm mặt lại nói. Hoàng nhị thiếu gia, tại sao anh lại đến đây? Không phải tôi đã nói anh đừng đến quấy giày tôi rồi sao? Vị thiếu niên nhã nhận này chính là Hoàng Dũng Huy con thứ hai của Hoàng Thanh Vân, sống trong thủ phủ người Hoa ở thành Lạc Già, nổi danh trong xã hội thượng lưu người Hoa là người ngoan. Nhỏ tuổi, nghe lời, biết điều, không nghịch ngợm, không tranh cái ẩm ý, chăm chỉ hiếu học, nhã nhận thủ lễ. Các bậc trưởng bối gia đình danh gia khác chỉ cần vừa nhắc tới hoàng gia nhị thiếu gia cũng nhịn không được phải vươn ngón tay cái ra nói một tiếng, "Được, để tán thưởng." Phạm Linh và Hoàng Dũng Huy mặc dù cùng là thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu người Hoa, nhưng trước kia đều chưa hề chạm mặt. Ai ngờ trước đó không lâu, sau một lần rất ngẫu nhiên Hoàng Dũng Huy gặp Phạm Linh liền lập tức si mê, không chút do dự theo đuổi. Hoàng Dũng Huy là con mọt sách, lớn lên trong nhà kính, đừng chỉ nhìn anh ta ở nơi công cộng luôn nho nhã lễ độ ứng đối ung dung, thật ra đối với nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Tuổi Phạm Linh và anh ta không chênh lệch lắm, nhưng một năm nay Hoàng Nhị Thiếu ra đã, phong trần lịch lãm trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu vẫn như trước kia, Phạm gia chưa có xảy ra biến cố, cha cô chưa mất, tam tiểu thư Phạm gia và Nhị Thiếu ra Hoàng gia vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mặc dù Hoàng Dũng Huy không phải kiểu đàn ông mà Phạm Linh thích, nhưng cũng có thể chấp nhận được, liên hợp mạnh mẽ là một cách thường được sử dụng nhất mà nhiều gia tộc người Hoa ở nước ngoài dùng quan hệ hôn nhân để gắn bó chặt chẽ lại. Tuy nhiên tình hình bây giờ đương nhiên không như vậy nữa rồi. Gia đình của Phạm Linh đã hoàn toàn xa sút trở thành tầng lớp nghèo nàn cơ cực, lưng gánh nợ nần, chính Phạm Linh cũng phải trở thành một cô gái múa cột ăn mặc hở hang. Mỗi đêm ở đại sảnh khách sạn Kim Hải Ngạn Biển biểu diễn nơi mà rồng rắn lẫn lộn, đàn ông từ nhiều nơi đến để xem biểu diễn vũ đạo nóng bỏng loại thân phận này, hoàng gia làm sao có thể tiếp nhận cô làm vợ nhị thiếu. Phạm Linh rất tỉnh táo, nhất định không suy nghĩ đến chuyện tình yêu không có kết quả này. Một khi đã như vậy, cần gì phải bắt đầu. Linh Linh, tôi thật lòng mà. Hoàng Dũng Huy quả nhiên là, người ngoan, nghe Phạm Linh nói như vậy, lập tức liền dừng bước, đang cầm hoa tươi, không dám đi tới phía trước nữa. Hai con người lấp lánh nhìn thẳng Phạm Linh đầy chân thành, nóng bỏng. Phạm Linh ngầm thở dài. Cô làm sao không biết Hoàng Dũng Huy là thật lòng chứ? Ánh mắt đứa nhỏ này trong suốt như thế. Không có chút nào tà và giả dối, liếc mắt một cái có thể trực tiếp nhìn được chỗ sâu ở trong nội tâm của anh ta. Hoàng nhị thiếu ra, tôi đã sớm nói với anh rồi, giữa chúng ta không thể nào đâu. Đã biết rõ không có tương lai, tại sao phải bắt đầu? Tại sao phải làm tổn thương lẫn nhau? Cho nên, xin anh đi đi, đừng tới làm phiền tôi nữa thật ra trong tích tắc Phạm Linh đã bị anh ta làm cho cảm thấy cảm động, muốn đồng ý. Mặc kệ đi, cứ như vậy đi, yêu trước nói sau. Nhưng ngay sau đó, Phạm Linh lại ngay lập tức đem loại cảm xúc nguy hiểm này vùi lấp thật sâu, tiếp tục xa sầm mặt, không chút khách khí nói. Nhưng dùng từ vẫn có một chút biến hóa rất nhỏ, là đừng làm phiền, mà không phải là quấy dày. Vì sao không thể, giữa chúng ta vì sao không có tương lai, hay vì cô còn nợ rất nhiều, đừng ngại, tôi giúp cô trả. Hoàng nhị thiếu ra hơi tức giận đột nhiên cao giọng bãi đỗ xe dưới tầng ngầm chật trội lập tức vang lên tiếng vang, ong ong. Phạm Linh liền mỉm cười nói. Anh giúp tôi ư, anh có bao nhiêu tiền mừng tuổi chứ? Hiện tại Hoàng Dũng Huy còn học ở trường chưa tốt nghiệp. Tập đoàn Hoàng Thị lúc này là do anh cả của anh ra là Hoàng Cao Huy trợ giúp cha Hoàng Thanh Vân quản lý. Gương mặt Hoàng Dũng Huy trắng nõn thoáng cái trở nên đỏ bừng. Rất dễ nhận thấy những lời này của Phạm Linh khiến anh ta bị tổn thương, loại đàn ông mới trưởng thành kiêng kỵ nhất người khác nói anh ta là trẻ chưa lớn. Không việc gì, chỉ cần cô chịu đồng ý tôi, tôi lập tức sẽ đi nhờ đại ca của tôi, anh ấy thương tôi nhất, nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhiều nhất tôi đem cổ phần của công ty chuyển nhượng cho anh ta, điều này cũng không có vấn đề gì. Tôi có tay có chân, tương lai dựa vào cố gắng của mình cũng có thể nuôi sống chúng ta, nuôi sống một gia đình hoàng dũng huy lớn tiếng nói không kìm lòng nổi ưỡn ngực phạm linh cười lạnh nói không thể nào hoàng nhị thiếu gia anh rất ấu trĩ anh nghĩ sự tình rất đơn giản hoàng đại thiếu cũng không phải là anh anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý anh làm nháo loạn như vậy anh là thiếu gia của hoàng gia đương nhiên phải kết hôn với một khuê tú danh môn gia sản của hoàng gia tương lai một nửa là của anh anh ta làm sao có thể đồng ý chuyện của chúng ta anh có biết hiện tại hoàng gia các anh và phạm gia đang đối đầu không? Cha của anh và đại ca anh đều hận không thể gờ yêu ta hết, hết người của phạm gia chúng tôi. Phạm anh một lòng một dạ muốn chấn áp hoàng gia, để trở thành tân thủ phủ người Hoa ở thành lạc gia. Từ sau khi gã ta khiêu chiến, hiện vẫn đang cùng hoàng gia tranh đấu gay gắt, mới đây hai đại gia tộc lại trực tiếp trở mặt, chuyển tranh đấu từ trong tối ra sáng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Hoàng Dũng Huy bỗng nhiên chạy về nhà nói với đại ca rằng mình muốn kết hôn con gái Phạm gia làm vợ, hơn nữa là đường muội có liên hệ máu mủ rất gần với Phạm anh, chỉ sợ Hoàng Cao Huy trực tiếp liền cho anh ta ăn một cái tát. Hai anh em Hoàng gia nổi danh có tính cách ở hai thái cực. Nhị đệ Hoàng Dũng Huy ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhường là điển hình thánh nhân môn đồ, nhưng tính cách của đại ca Hoàng Cao Huy lại cực kỳ kiên nghị chẳng những hoàn toàn kế thừa sự khôn khéo của hoàng thanh vân trong buôn bán sát phạt quyết đoán còn hơn lúc trước có thể nói cho giỏi hơn thầy không giống cô với phạm anh hoàn toàn khác nhau điều này ai cũng biết cô cũng là người bị hại hoàng dũng huy lập tức nói to cô yên tâm đại ca của tôi không phải người không phân rõ phải trái chỉ cần giải thích với anh ấy rõ ràng nhất định anh ấy sẽ hiểu cho chúng ta hoàng dũng huy luôn mồm chỉ nhắc tới đại ca của anh ta không biết nguyên nhân tại sao không nói tới cha anh ta là Hoàng Thanh Vân. Phạm Linh cười khổ một tiếng nói. Hoàng nhị thiếu ra, anh quá ngây thơ rồi, anh nghĩ như vậy là bởi vì anh thích tôi. Nhưng là tất cả những người khác của Hoàng gia các anh sẽ không nghĩ như vậy. Tôi một ngày là đường muội của Phạm Anh, sẽ vĩnh viễn là đường muội của anh ta. Loại quan hệ này cho dù là ai, đều không thể thay đổi được. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy còn muốn mở miệng, Phạm Linh khoát tay ngăn anh ta lại nói, rất xin lỗi, Hoàng nhị thiếu ra, muộn rồi, tôi phải về nhà rồi, còn phải nấu thuốc cho mẹ tôi. Nói xong, Phạm Linh liền nâng đùi phải lên, muốn vượt qua xe trợ lực, không ngờ một trận đau nhức từ chỗ mắt cá chân chuyển đến, Phạm Linh, ai nha, một tiếng, liền té ngã trên đất, xe trợ lực cũng nghiêng qua một bên. Linh Linh, cô sao không, đừng lo. Hoàng Dũng Huy giật nảy người liền bỏ hoa tươi trong tay qua một bên, luống cuống tay chân, hai tay hướng đến ôm Phạm Linh. Ơ, ờ, giữa ban ngày ban mặt, trước nơi đông người, hai vị đang làm gì vậy? Trình diễn bức tranh khiêu sống động vậy. Lại vào lúc này, một giọng nói ngọt xuất đột một vang lên còn kèm theo tiếng vỗ tay, ba tương đương ba tương đương. Trong bãi đỗ xe tầng ngầm, tiếng vang lên từng hồi, ét nghe đặc biệt kinh người. chương 453, là người hay quỷ. Cái tên ra hỏa đáng ghét mới xuất hiện kia dĩ nhiên là Lâm Thành Đạc rồi không biết có phải gã trốn ở khu loanh quanh đây hay là gã gặp dịp tóm lại là gã luôn đột ngột xuất hiện hơn nữa không phải gã xuất hiện một mình mà còn ba bốn tên theo hầu nữa một đám người thấp bé da ngăm đen diện mạo xấu xí rõ ràng là thổ dân tựa hồ không phải mấy tên cạnh gã lúc trước lâm thành đạt cho dù là tổng quản của phạm gia nhưng căn cơ vẫn còn diện mạo gã vốn xấu xí đáng khinh đa số người hoa cùng địa vị người hầu thấp bé như gã cũng không tình nguyện bám gót theo đuôi bởi vậy tiểu đệ của Lâm Tổng Quản chỉ có thể chọn lựa mấy tên thổ dân kia. Mấy tên thổ dân ấy sẽ không chê bộ dạng Lâm Tổng Quản khó coi, dù sao bọn họ cũng khó coi hơn, đại ca không nói nhị ca. Hoàng Dũng Huy và Phạm Linh không kịp chuẩn bị, đều thất kinh. Hai tay Hoàng Dũng Huy giang ra ngăn cản, chắn trước người Phạm Linh, gắt gao nhìn Lâm Thành Đạc và mấy tên thổ dân đang cợt nhà bước tới, khẩn trương hỏi. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Trong mắt anh ta, đám thổ dân đều là người man dợ không văn minh, thực sự rất đáng sợ. Lâm Thành Đạc và đám người thổ dân kia có vóc dáng giống nhau, Hoàng Dũng Huy trực tiếp coi gã trở thành thổ dân luôn. Lâm Thành Đạc mặc kệ không thuận mắt người, não bộ hoạt động không chậm, không lâu sau lập tức nhận thấy Hoàng Dũng Huy đã hiểu lầm, gã vô cùng khó chịu. Lâm Tổng Quản gã đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có thể leo đến, địa vị cao, như hôm nay, làm sao gã có thể để cho người khác nghĩ gã là thổ dân được. Ha ha, hóa ra là Hoàng Nhị Thiếu Gia, xin chào. Tôi là Lâm Thành Đạc, là trợ lý sinh hoạt cho Phạm Anh Tiên Sinh. Thứ gã nói là hán ngữ để chứng minh thân phận người Hoa của gã. Trợ lý sinh hoạt á? Hoàng Dũng Huy không khỏi sửng sốt, không rõ đây là cái chức vụ gì a à? Trước kia là Hoa Vương trong nhà, hiện tại thì phụ trách mấy việc vặt vãnh trong phủ. Phạm Linh đơn giản giải thích cho Hoàng Dũng Huy, trong giọng nói tràn đầy sự chán ghét mang theo ý khinh thường được biểu lộ rõ ràng hoàng dũng huy thực ra không xem thường tôi tớ ngược lại nhẹ nhàng thở ra nếu là người phạm ra thì chứng tỏ rằng mọi người đều biết nhau mới đầu còn tưởng đụng phải cướp nếu vậy thì hơi phiền toái rồi sau đó anh ta lập tức khách khí chào lâm thành đạt lâm tiên sinh xin chào tôi không tốt lâm thành đạt gọn ghẽ đáp lại hoàng dũng huy nghẹn họng không biết nói thế nào người này thật không tuân theo quy củ gì hết Lâm Thành Đạc chỉ một ngón tay vào người Phạm Linh, cười lạnh. Hoàng nhị thiếu gia, cậu ở đây rằng co với bạn gái tôi làm gì? Bạn gái, ai là bạn gái ngươi? Hoàng Dũng Huy không hiểu gì cả. Phạm Linh rốt cuộc không ngờ Lâm Thành Đạc có thể vô sỉ như vậy, không ngờ trực tiếp tự cho mình là bạn trai cô, trên đời này có người có thể đổi trắng thay đen như vậy sao? Cô tức tới nghẹn họng, một lúc lâu sau không nói ra lời. Hoàng nhị thiếu gia, tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng cho rằng nhà có tiền thì có thể dọa nam nạt nữ làm sằng làm bậy phạm linh là bạn gái tôi phạm anh tiên sinh chính mồm hứa với tôi nếu cậu thức thời thì mau cút đi bằng không lão tử đây cho cậu đẹp mặt lâm thành đạt thay đổi nét mặt hung tợn nói nếu là trước kia có cho gã chăm lá gan gã cũng không dám nói năng như vậy với hoàng nhị thiếu gia mặc dù gã là người của phạm gia hoàng gia muốn bóp chết gã thì dễ như bóp một con kiến phạm gia tuyệt đối sẽ không vì một tôi tớ không quan trọng như gã mà trở mặt với hoàng gia bốn đại gia tộc người hoa lạc già thành ngoài mặt vẫn đoàn kết một lòng cùng tiến cùng lui hiện tại không giống vậy trước mắt lâm thành đạt không còn là hoa vương mà là tổng quản phạm phủ điểm quan trọng hơn chính là phạm gia và hoàng gia đã trở mặt nhau toàn bộ khai chiến lâm thành đạt tự nhiên sẽ không sợ người của hoàng gia nữa hơn nữa càng không sợ con mọt sách núc ních hoàng dũng huy kia nếu tối nay xử lý tên hoàng nhị thiếu gia này thật tốt, không biết trừng phạm tiên sinh còn có thưởng thật lớn cho gã. Lâm Thành Đạc, người nói hưu nói vượn, ai là bạn gái ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ. Phạm Linh cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, gắt ầm lên, toàn bộ bãi đậu xe ngầm quanh cô đều vọng lại tiếng nói tức giận ấy. Nhiều năm gia giáo đã sớm dưỡng nên thói quen của Phạm Linh, trường hợp bình thường tuyệt đối sẽ không hét to ầm ý như vậy, như vậy sẽ làm mất đi hình tượng thục nữ, nhưng lần này Lâm Thành Đạc khiến cô đạt tới giới hạn. Lâm Thành đạt có hất nước bẩn lên người cô, cô cũng không thèm liếc gã một cái. Mấu chốt chính là gã dám ngay trước mặt Hoàng Dũng Huy nói cô là bạn gái gã, quả thực chết cười mà. Nhìn khuôn mặt Lâm Thành Đạc đen đuốc, răng nanh khô vàng chia ra, Phạm Linh chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Rốt cuộc có loại con gái nào có thể chịu được cái loại mặt này, chịu được loại răng miệng kia. Cách đó không xa trong một chiếc xe, tiêu phàm, cơ khinh xa, Phạm Nhạc nhìn vào chỗ đó, cơ khinh xa mỉm cười với Phạm Nhạc. Phạm Nhạc, em cậu thích Hoàng Dũng Huy. Hửm, hai hàng lông mày của Phạm Nhạc nhẹ nhướng lên, dường như không hiểu cơ khinh xa dựa vào cái gì mà phán đoán chắc chắn như vậy. Đối với chuyện nam nữ, kinh nghiệm của Phạm Nhạc so với tiêu chân nhân cũng không phong phú hơn bao nhiêu. Cơ khinh xa cười đáp, bằng trực giác thôi. Nếu nó không quan tâm Hoàng Dũng Huy thì sẽ không tức giận như vậy. Bên kia mái hiên, tự nhiên ai cũng không để ý cách đó không xa còn có người chăm chú nhìn bọn họ. Sắc mặt Lâm Thành Đạc lúc này hoàn toàn biến sắc, tham lam nhìn dung nhan xinh đẹp và thân hình đầy đặn của Phạm Linh, nước bọt nuốt từng ngụm, hung tợn mắng, đàn bà không biết xấu hổ, cô rõ ràng là bạn gái tôi lại còn ở đây hẹn hò với đàn ông khác. Lập tức theo tôi về, xem tôi xử lý cô thế nào. Người mới không biết xấu hổ, đồ vô sỉ, người cái, cái dám. Phạm Linh trong cơn tức giận, Lời thô tục cứ vậy mà thốt ra. Lâm Tiên Sinh, lời không thể nói loạn, ngươi nói Phạm tiểu thư là bạn gái ngươi, ai làm chứng cho chuyện này? Hoàng Dũng Huy tất nhiên không có kinh nghiệm xã hội, nhưng con người anh ta lại cực kỳ thông minh, qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, lập tức khôi phục tinh thần, Lâm Thành đạt không phải đang càn quấy mà chính là cố ý cưỡng ép cướp đi Phạm Linh. Hoàng Dũng Huy tuyệt đối không tin Phạm Linh sẽ thích một tên xấu xí đáng khinh như vậy. Con mẹ nó lão tử nói cô ta là bạn gái thì cô ta chính là bạn gái. Cút, con mẹ nó thằng công tử bột kia, không cần thể diện thì không cần luôn đi. Có tin lão tử đây đánh người thành đầu heo không? Rõ ràng Lâm Thành Đạc đã không còn kiên nhẫn, không muốn tiếp tục quanh con nữa, trực tiếp kêu la với Hoàng Dũng Huy, diện mạo giữ tợn lộ rõ. Lên cho lão tử, đem cô gái kia đi. Lâm Thành Đạc hét lên với đám thổ dân, tất nhiên, gã ta hét lên với đám người đó bằng tiếng thổ dân. Hoàng Dũng Huy và Phạm Linh sống ở Lạc Gia Thành, đối với mấy lời nói của thổ dân không thể nghe được rõ ràng, sắc mặt Phạm Linh đại biến, giơ tay kéo mạnh Hoàng Dũng Huy vội vàng nói. Hoàng nhị thiếu ra, tôi không phải là bạn gái gã, gã nói hưu nói vượn. Phạm Linh nắm chắc tâm lý, đêm nay chỉ cần bị đám người lâm thành đạc cướp đi, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Cho dù hai bên cách xa, Hoàng Dũng Huy lại nổi danh, con ngoan, con mọt sách này lại không thể so với cái đám thổ dân như hổ rình mồi kia được. Bản thân lại bị chật chân, chạy không thể nhanh, chỉ có thể ỉ lại con mọt sách này. Tôi biết, tôi sẽ bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không để chúng mang cô đi, cô yên tâm. Uy, các người đừng tới đây, tôi báo cảnh sát. Ai ra, mấy người làm gì, ai ra. Đáng thương cho Hoàng Nhị Thiếu gia, làm anh hùng chưa nổi một giây đã bị mấy tên thổ dân đồng loạt sông lên ấn ngã xuống đất, loạn quyền đấm xuống, hoàng nhị thiếu ra từ lúc mới sinh tới giờ, chưa từng trải qua loại tình huống này, sức đánh trả nửa phần cũng không có. Phạm Linh thét một tiếng chói tai, không biết lấy khí lực từ đâu đẩy mạnh mấy tên thổ dân đó ra, nằm úp lên người Hoàng Dũng Huy, lấy thân thể mình bảo vệ anh ta. Lập tức, Phạm Linh cảm thấy da đầu căng lên, hóa ra cô bị Lâm Thành Đạc túm tóc kéo mạnh lên đồ điếm thối không biết xấu hổ, vẫn cho mình là tam tiểu thư cao cao tại Thượng Hà. Ta nhổ vào, tối nay lão tử làm cho cô xem, xem cô có thể làm gì lão tử. Lâm Thành đạc gắt gao giật tóc Phạm Linh, từ trên cao nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ nói, bản mặt đen đút xấu xí đáng khinh kia vặn vẹo như mặt nạ phim hoạt hình, hai mắt đỏ quạch mở trừng trừng. Phi, Phạm Linh nhổ một ngụm nước miếng vào mặt gã. Con điếm thối, cho cô kiêu ngạo, lão tử cho cô kiêu ngạo, đánh không chết cô. Lâm Thành đặc giận tím mặt, kéo tóc Phạm Linh đem đầu cô hướng trên người Hoàng Dũng Huy. Dừng tay, một tiếng hét giận dữ vang lên. Cửa một chiếc xe cách đó không xa mở ra, Phạm Nhạc phẫn nộ nhảy xuống, tức giận nhìn về phía bên này, ánh mắt đỏ tươi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra lửa, thiêu cháy đám người kia. Nhị ca, Phạm Linh đầu óc vốn choáng váng đột nhiên thốt ra khỏi miệng. Đối với giọng nói này cô thực sự quá quen thuộc, cho dù qua mấy chục năm cũng sẽ không quên được tơ khinh xa thay đổi diện mạo cho phạm nhạc nhưng không thay giọng nói của anh ta phạm nhạc vốn là người vô cùng trầm mặc ít nói hơn nữa còn hứa sẽ không đi gây sự với phạm anh tính vạn lần cũng không tính tới phạm linh lại gặp chuyện đang tiếc lúc này muốn ngăn phạm nhạc thì đó là việc không có khả năng thiếu ra chẳng những phạm linh nhận ra giọng nói của phạm nhạc lâm thành đạt cũng nhận ra không kìm được nỗi sợ hãi đôi mắt chừng lớn kinh hãi nhìn về bên này, gã lập tức hóa đá. Phạm Nhạc trầm mặt, từng bước từng bước đi về phía Lâm Thành Đạt. Không, không phải nói thiếu gia đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, là quỷ? Ở Nam Dương, quỷ không phải là mê tín, thậm chí cũng không phải truyền thuyết mà thực sự tồn tại loại, sinh vật đó. Gần như mỗi người đều có thể nói ra một chút chuyện xưa liên quan tới quỷ. Lâm Thành Đạc bắt đầu run lên, giống như chim di trú trong cơn gió lạnh, run rẩy thành một chiếc lá rung. Hạt mồ hôi to như hạt đậu từ chán gã nhỏ xuống dòng dòng. chương 454, tiêu chân nhân biết hàng đầu thuật. Y -a 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 -a. Vài tên thổ dân không hiểu nguyên nhân của chuyện này, mắt thấy Phạm Nhạc bước tới, huyết quang trong mắt lóe lên rõ ràng muốn gây bất lợi cho bọn họ. Mấy người thổ dân này không thể nhịn hơn được nữa, rú lên một tiếng, bỏ qua Hoàng Dũng Huy không có sức đánh trả kia, vén tay áo lên đi về phía Phạm Nhạc. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thổ dân không có văn hóa, nhưng cũng hiểu được nguyên lý chiến tranh cơ bản nhất. Tất nhiên, hiểu được nguyên lý chiến tranh là một chuyện, nhưng có thể đánh thắng hay không lại là chuyện khác. Luận theo sức chiến đấu của từng binh sĩ thì thổ dân so với người Hoa mạnh hơn một chút. Dù sao người Hoa đã trải qua giáo dục văn hóa, là người văn minh trong khi người thổ dân chẳng khác người man dợ là bao một đám thổ dân còm nhom, nhưng lại hết sức linh hoạt, bù đắp cho chỗ thiếu hụt khí lực, điểm quan trọng hơn chính là không nói đạo lý, hung hãn không sợ chết. Tục ngữ nói, vua thua thằng liều. Nhưng thật không may mấy tên thổ dân không muốn sống này lại gặp phải phạm nhạc. Truyền nhân chính thống của phái Long Môn, tiên thiên huyền công. a à, một tiếng thê lương bi thảm truyền ra, không nói truyền ra được toàn bộ bãi đỗ xe, nhưng tổi thiểu nửa số người bãi đỗ xe đều nghe được nghe cây ếch yêu ta ép đảm tới tận xương tủy. Tên thổ dân đầu tiên cùng phạm nhạc giao thủ, ôm lấy hạ thân của mình ngã xuống, cuộn mình thành một đống như con tôm, tiếng kêu la thảm thiết mới rồi rất nhanh chóng biến thành thanh âm thật thấp, thân mình đen đuốc không ngừng co giật, khóe miệng bọt mép trào ra. Xa xa, cơ khinh xa không khỏi nhăn mày, vừa giận vừa buồn cười. Long môn phái, tiên thiên huyền công, kế thừa đạo môn chính tông, bắt nguồn từ xa xưa môn phái truyền lại võ công quang minh chính đại không lâu sau lại truyền lại chiêu thức nham hiểm như vậy ư cho anh ta xả giận đi tiêu phàm ở bên mỉm cười nói cục tức này phạm nhạc đã nghẹn mất vài năm mấy tên thổ dân này tuy không phải đầu sỏ gây nên nhưng vận khí không tốt đụng phải hỏng súng của phạm nhạc quả thực chính là tự mình đi tìm đường chết ngay sau đó một trận la hét chói tai truyền ra tên thổ dân thứ hai ngã xuống trên mặt đất hai tay biến thành hình dạng quái lạ ở tình huống bình thường, cánh tay người không có khả năng vặn vẹo thành góc độ như vậy. Người hơi am hiểu kiến thức y học một chút có thể nhìn ra được, xương cốt hai cánh tay tên thổ dân này đã hoàn toàn vỡ vụn. Và đó không phải là gãy xương bình thường, mà chính là vỡ ra từng mảnh. Tên thổ dân thứ ba thì trổ tài phi chân, thân thủ khá cường tráng. Sau đó, một tiếng thét long trời lở đất vang lên, hai đùi vốn là nội bát tự, chân có hình dạng số 8 như này ba, này biến thành, ngoại bát tự, chân như này. Tên thổ dân này cũng không chu chéo được bao lâu, trong phút chốc tiếng gào rú biến thành tiếng rên xiết, thanh âm yếu ớt nhanh tới mức độ kinh người, cả người gục ngay tại chỗ, liên tục co giật. Tên thổ dân thứ tư rốt cục ý thức được tình huống. Cưỡng chế bản thân đừng chạy tới, sau đó mau chân chạy mất. Người trước mắt này rõ ràng sức người có thể chống đỡ được, có lẽ, y cơ bản không phải là người chỉ đáng tiếc là tên thổ dân cuối cùng này không có tu luyện võ công cao minh gì bỗng nhiên muốn quay đầu chạy trốn gần như là điều không thể phạm nhạc sẽ không để cho gã có cơ hội đó sau đó lâm thành đạc trợn mắt há mồm nhìn thân hình còm nhom của tên thổ dân đó tung bay trên trời thật giống như một con búp bê bị người ta đá tung một cước oạch một tiếng ngã xuống cứ vậy mà nằm im không nhúc nhích ngay cả nửa tiếng chu lên cũng không kịp phát ra động tác liên tiếp này nhìn hoa cả mắt trên thực tế thời gian hoàn thành cực ngắn, bốn tên thổ dân kia cũng chết cây ếch ta ép, lâm thành đạc mở mồm mãi không khép lại được, nước miếng bất xác chảy thành dòng trượt xuống. Phạm nhạc xử lý mấy tên thổ dân xong, chậm rãi như cũng đi thẳng về phía trước, từ từ tới bên người lâm thành đạc. Lâm thành đạc lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng buông tay đang nắm tóc Phạm Linh ra, rốt cuộc cũng không thể duy trì nổi, quỳ phục xuống, sống chết dập đầu với Phạm nhạc, chán đụng vào nền xi măng nghe cộp cộp thiếu gia, thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, tha mạng cho con chó này. Van cầu ngài, tha cho tôi, tôi là súc sinh, heo chó không bằng, tôi không dám nữa. Qua nhiều năm, Lâm Thành Đạc lần đầu tiên cảm thấy tử thần tới gần, cầm lưỡi hái sáng như tuyết đúng trước mặt mình. Ngay sau đó, Lâm Thành Đạc cảm thấy trên đầu nặng xuống, một cỗ lực như trời giáng từ trên đè xuống dưới, tốc độ cúi như xét đánh không kịp bưng tai, tiếng, rầm vang lên, trước mắt Lâm Thành Đạc tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê trong phút chốc nước mắt nước mũi đều sông ra phạm nhạc chân to mang dài ra trực tiếp dẫm lên phía sau gáy gã nhỉ ca thực sự thực sự là ca sao bị chấn kinh quá độ phạm linh đang mềm liệt trên người hoàng dũng huy rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn phạm nhạc miệng lắp bắp vẻ mặt nửa tin nửa ngờ trước đó mấy năm phạm nhạc bỗng nhiên mất tích mọi người liên tục tìm kiếm không thấy kết quả ai cũng suy đoán phạm nhạc không còn tồn tại trên đời này nữa chỉ có Phạm Linh và một số người thân nhất định không chịu tin. Cái gọi là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chưa thấy thi thể, ai có nói gì cũng không chịu tin Phạm Nhạc thực sự đã chết. Đây cũng là phụ thân của Phạm Linh, là nguyên nhân cơ bản nhất khiến đường thuốc của Phạm Nhạc không chịu phục Phạm Anh. Phạm Nhạc mới là người thừa kế chân chính của Phạm gia, Phạm Anh cái gì cũng không phải. Là ca, Linh Linh, đứng dậy đi. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tàn bạo của Phạm Nhạc dần dịu dàng lại, con mắt đỏ cũng dần khôi phục lại bình thường nhỉ ca thực sự là ca rồi phạm linh mừng rỡ reo lên nháy mắt quên đi cả mắt cá chân đau nhức đứng bật dậy nhào vào lòng phạm nhạc khó giống lên nước mắt như không có gì ngăn cản được chút xuống thân hình không ngừng rung rẩy gương mặt lạnh trước sau như một của phạm nhạc lúc này cũng biểu lộ chân tình nhẹ nhàng vỗ lên lưng em gái ngượng nghịu an ủi cô hoàng nhị thiếu gia bị mấy tên thổ dân bị đánh ngã xuống đất rốt cuộc cũng giấy giụa đứng lên mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi hoàng nhị thiếu gia không có nửa điểm kinh nghiệm cùng người khác giao thủ hoàn toàn không có năng lực phòng ngực trong một khắc ngắn ngủi đã bị đánh ngã anh anh là S.I.Z.Z. hoàng dũng huy mới mở miệng liền động tới thương thế đau đến mức nhe nanh trợn mắt không nhịn được hít một ngụm khí lạnh phạm nhạc mới đầu không nhịn nổi cười nhẹ mốt tiếng sau đó kìm chế lại rút từ trong túi áo ra một túi khăn ướt, ném cho Hoàng Dũng Huy lạnh lùng nói. Lau đi! Ai ra ai ra! Hoàng Dũng Huy vội vàng đón lấy túi khăn ướt, nhẹ nhẹ lau sạch khóe miệng, âm thanh hít hà vang lên không dứt. Tối nay, Hoàng Nhị thiếu ra nếm mùi đau khổ hơi bị nhiều. Thiếu ra! Bị chân phạm nhạc dẫm chặt chẽ trên người, khuôn mặt lâm thành đạt sát mặt đất, hít vào thì nhiều mà thở chẳng được bao nhiêu, muốn nghiêng người cũng không nghiêng nổi, gã không thể không dùng hết khí lực, khàn khàn nói to một tiếng. Gã muốn nhắc phạm nhạc, ngài vẫn đang giẫm chân lên một người vẫn còn sống đấy. Lâm Thành Đạt, đò chó nhà ngươi gan không nhỏ. Phạm nhạc cười lạnh một tiếng, chân lại tăng thêm ba phần khí lực, Lâm Thành Đạc gục xuống, hai tay khua khoáng múa may, không thể nói được ra được tiếng nào nữa. Phạm nhạc, nhanh lên chút đi. Cơ khinh xa và tiêu phàm đều đã đi tới, nhíu mi nói. Nơi này trung quy thì vẫn là bãi đỗ xe của khách sạn Kim Hải Ngạn, dù là đêm nhưng cũng không thể không cam đoan không có ai lui tới đây. Nếu để người ta thấy một màn như vậy mà báo cảnh sát thì phiền toái rồi, giả quyết nhất định phải tốt chiến tốc thắng. Loại đề tiện vô sỉ như này thì cần gì phải so đo tính toán chứ? Nếu bị bại lộ thân phận thì trực tiếp xử lý, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Ừ, Phạm Nhạc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của cơ khinh xa, cơ chân căng lên định tăng thêm vài phần kinh lực, trực tiếp giấm gãy cổ lâm thành đạc, lấy đi mạng chó của gã. Đợi một chút, tiêu phàm bỗng nhiên mở miệng. Phạm nhạc và cơ khinh xa đều nhìn về phía hắn. Để y đứng dậy, tiêu phàm nhẹ giọng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Phạm nhạc không hề nghĩ ngợi, lập tức bỏ chân xuống, khom lưng kéo cổ áo gã sách lên. Phạm nhạc tay vượn eo ong, vóc dáng cao lớn hơn lâm thành đạt rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống tựa như chim ưng bắt con gà, sách cổ Lâm Thành Đạc lên không tốn chút sức lực nào. Mặt mũi Lâm Thành Đạc sớm đã bầm dập, cái mặt đen biến hình vặn vẹo, đứng thẳng người liên tục hướng về tiêu phàm, miệng hô loạn. Tiên sinh, tha mạng, tha mạng. Cổ tay tiêu phàm chia ra, trong tay có nhiều tấm bùa màu vàng, huyết quang chói mắt, bên trên dùng màu đỏ chu sa, vẽ ra hình thù không ai nhìn nổi hoa văn trên đó. Không, không, tiên sinh, không, không. Vừa thấy loại phù lục này, trong mắt Lâm Thành Đạt lộ ra thần sắc kinh hoàng, không kìm nổi lui về phía sau. Phạm Nhạc túm gáy gã, gá, tay tăng một chút lực, Lâm Thành Đạt lập tức như bị dính trên mặt đất, không đi nổi nửa bước. Há miệng ra, tiêu phàm đối với sự hoảng sợ của gã coi như không thấy, thản nhiên nói. Tiên sinh, tha mạng, tha mạng, tôi không dám nữa, không. Sau đó không còn âm thanh nào nữa, hóa ra phạm nhạc vươn tay nắm cằm gã, khiến gã không thể không há miệng, vẻ mặt gã càng thêm hoảng sợ. Tiêu phàm vươn tay trái thực trung nhị chỉ, vẽ vài vòng trên phù lục, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe phù lục trong tay tiêu phàm bỗng nhiên bốc cháy, tiêu phàm vươn tay nhét phù lục đang cháy vào miệng lâm thành đạc. Phạm nhạc nắm cầm gã đẩy lên để miệng gã khép lại, miệng vừa khép lại, hai con người gã trắng giã, cả người co giật không ngừng. Tật, sắc mặt tiêu phàm ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, tay phải thực trung nhị chỉ tìm hiểu, điểm giữa mi tâm lâm thành đạc. Cả người Lâm Thành Đạc chấn động, cứ vậy ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích. Hàng đầu, hàng đầu, ngươi là hàng đầu sư. Thật lâu sau, Lâm Thành Đạc lạnh run há miệng thấp giọng kêu lên, trong giọng nói chưa sự hoảng sợ lẫn tuyệt vọng. Nếu không phải Phạm Nhạc vẫn túm cổ gã, chỉ sợ gã đã sớm không đứng vững mà trượt xuống rồi. Chương 455: Hoàng gia gặp phiền phức. Ngay sau đó, ngay cả Phạm Nhạc cũng không thể giữ chắc nổi gã, Lâm Thành Đạc hét lên một tiếng thảm thiết cuộn tròn mình, lỗ mũi, mắt thậm chí cả lỗ tai đều có vệt máu chảy ra, hai tay gãi ngực, rất nhanh đã xé tàn áo phông bên ngoài, từng vết máu xuất hiện trên ngực gã. Hai hàng lông mày phạm nhạc hơi nhân lại, buông lỏng tay. Âm, lâm thành đặc giống như một mảnh gỗ mục nát ngã xuống đất, không ngừng vặn vẹo, miệng phát ra tiếng, ha ha, âm thanh trầm thấp, thất khiếu chảy ra máu tươi, càng lúc càng nhiều. Thất khiếu, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai mắt và miệng, tha mạng, tha mạng. Bản quyền võ y gờ muốn sống ký bản quyền tê ý bản quyền cảm quan của Lâm Thành Đạc, gã dốc hết sức cầu xin tha thứ theo tiếng, khanh khách vang ra từ miệng gã. Vốn muốn nói vài câu với Phạm Nhạc nhưng Phạm Linh bị cảnh trước mặt làm cho sợ hãi, trốn sau Phạm Nhạc giữ chặt cánh tay, dựa sát vào người anh ta, thân hình xinh đẹp không ngừng run lên, không dám ngước mắt nhìn xem. Thành Lạc già dù là một trong những thành thị có hàng đầu thuật hưng thịnh nhất, nhưng tương đối mà nói hàng đầu sư vẫn chiếm số lượng ít. Phạm Linh ngày thường có nghe qua lời đồn đại về hàng đầu thuật và hàng đầu sư không ít, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy. Bộ dáng vị hàng đầu sư này thực ra vô cùng đẹp trai và phong độ, nhưng bản lĩnh thật dọa người. Sắc mặt Hoàng Dũng Huy trắng bệch, sợ tới mức một tiếng cũng không thoát ra khỏi nổi cổ họng. Giống như Phạm Linh, khi thấy hàng đầu sư thi triển hàng đầu thuật, trước đó anh ta cũng không tin tưởng hàng đầu thuật tồn tại, là nghiên cứu sinh trải qua giáo dục ở trường học, đối với sức mạnh thần kỳ của hàng đầu thuật, anh ta vẫn có chút nghi ngờ. Đây là do còn có chút cuộc sống ở thành lạc già, cũng nghe qua nhiều lời đồn về hàng đầu thuật, nếu đổi lại là ở thành phố khác, lấy cơ sở tiếp nhận giáo dục mà nói có đánh chết anh ta, anh ta cũng không tin trên thế giới này thực sự tồn tại hàng đầu thuật. Mãi cho tới khi, việc này xảy ra trước mắt anh ta, mới khiến anh ta chịu tin sự lợi hại của hàng đầu thuật hành hạ lâm thành đạc ước chừng thời gian một chén trà, tiêu phàm mới nhẹ nhàng cười. Suy, một tiếng bắn nhanh ra một đạo chân khí, bắn vào trong lâm thành đạc, lâm thành đạc cả người chấn động, chỉ cảm thấy cỗ ngứa ngáy toàn thân trước đó đột nhiên dừng lại, từ địa ngục lên thiên đường, không còn một chút khó chịu không còn chút không thoải mái nào. May mà đầu óc lâm thành đạc không bị hỏng. Gã nghiêng người ghé xuống bên chân tiêu phàm cuống quýt dập đầu, miệng nói lời cảm ơn không ngừng hận không thể đem tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ của mình với hàng đầu sư thổ lộ ra. Đứng lên, tiêu phàm thản nhiên nói. Vâng vâng, Lâm Thành Đạc không dám kháng cự, vội vàng đứng lên, nhìn về phía tiêu phàm bày ra bộ mặt nịnh nọt. Giờ phút này, máu bên trong ngũ quan gã chảy ra giống như phối hợp với nụ cười nịnh nọt của gã, quả thực quá khủng bố. Phạm Linh sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn gã. Ngay cả cơ khinh xa cũng nhăn đôi lông mày xinh đẹp, nghiêng nghiêng đầu quay đi. Nói cho ngươi biết ba việc, thứ nhất, từ này về sau không được quấy rầy Phạm Linh, nếu không ngươi sẽ chết. Không dám, không dám nữa. Lâm Thành Đạc liên tục nói. Thực sự gã không dám nữa rồi. Gã không nghi ngờ lời nói của tiêu phàm, hàng đầu sư tàn nhẫn nói muốn lấy mạng của người ra không phải là nói dối. Thứ hai, không được để lộ hành tung của chúng ta, nhất là với Phạm Anh. Vâng vâng, không dám không dám. Lâm Thành Đạc gật đầu như gà mổ thóc. Không hề nghi ngờ, đây chính là viện binh mà Phạm Nhạc mời tới để đặc biệt đối phó với Phạm Anh, Lâm Thành Đạc không dám đứng ở giữa. Đó là một lý do chân chính để chết, bất kể ai ở hai bên dơ một ngón tay nhỏ cũng đủ nắn chết gã, so với gỡ yêu ta ít một con kiến còn đơn giản hơn. Thứ ba, sau khi trở về chờ điện thoại của ta, dựa theo chỉ bảo mà làm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao, sau một tháng, ta giải hàng cho ngươi. Tiêu Phàm vẫn chậm rãi nói, giọng điệu không nhanh không chậm, dường như mỗi câu đều là pháp luật, Lâm Thành Đạc ngoài phụng mệnh không có bất kỳ con đường nào khác để đi. Vâng, tuân lệnh. Lâm Thành Đạc không chút do so dự, lập tức cúi đầu nghe lệnh. Cút. Kế tiếp chính là mệnh lệnh của Phạm Nhạc. Ai ra, dạ dạ, thiếu ra, tôi tôi. Không phải cái kia. Xem ra, Lâm Thành Đạc còn muốn giải thích hành động vừa rồi của mình cho Phạm Nhạc. Phạm Nhạc không ngờ không chết mà còn mời được hàng đầu sư làm viện binh trở về, xem ra không thể tránh né một trận chiến sinh tử giữa Phạm Anh và Phạm Nhạc. Nếu chẳng may Phạm Nhạc thắng, lần nữa nhập chủ Phạm gia thì đó chính là ngày gã tận thế. Cho dù Phạm Nhạc có thể tha, nhưng Phạm Linh sẽ không buông tha cho gã. Chỉ có điều trong lúc này, thân thể gã chúng hàng đầu thuật, vô pháp khả thi, chỉ có thể chú ý điều trước mắt. Mau cút. Lâm Thành Đạc nói còn chưa xong, thì ba, một tiếng gã ăn một cái tát khiến cho mắt lấp lánh sao vàng, miệng nhất thời có vị mặn, cảm thấy toàn bộ hàm răng đều lỏng lẻo. Phạm Nhạc còn tính đạp gã một cước, Lâm Thành Đạc sợ tới mức tè ra quần, không dám chỉ hoãn thêm nữa, vừa lăn vừa bò chạy đi, còn mấy tên thổ dân người hầu kia quẳng đi chỗ nào không biết, gã đâu còn hơi sức lo lắng cho bọn họ. Dù sao mấy tên thổ dân kia chỉ cần vài đồng tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn chúng làm gì thì làm, Lâm Thành Đạc chưa bao giờ coi chúng là người cả nhị ca phạm linh rốt cuộc mở mắt vừa mừng vừa sợ nhìn phạm nhạc linh linh trước hết rời khỏi đây rồi nói sau phạm nhạc khoát tay ngừng cô lại lúc này cách đó không xa vang lên tiếng bước chân có bảo an đang đi tới nơi này lập tức đoàn người đi về hướng chiếc xe con phạm linh bị trẹo chân không thể đi nhanh phạm nhạc thấy vậy khẽ ôm eo bế cô lên ai nói bảo an không đáng sợ dù gì đây cũng là bãi đỗ xe ngầm khách sạn nếu thực sự bị người ta cản lại thì chính là phiền toái lớn. Mấy tên thổ dân côn đồ kia thương thế cũng không nhẹ, náo loạn tới cục cảnh sát sẽ không dễ gì mà thu xếp. Chẳng lẽ lại đuổi luôn cả bảo an khách sạn? Tuy rằng khá dễ dàng, nhưng Tiêu Chân Nhân không làm mấy loại việc như vậy. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy còn ngơ ngác đứng đó nhìn, trong tay cầm bó hoa hồng không còn ra hình thù gì, lo sợ không yên, Phạm Nhạc nhíu mày, vẫy vẫy anh ta. Lại đây, cùng đi đi, đứng đó làm gì hả? chờ cảnh sát tới bắt cậu à à à à hoàng nhị thiếu gia rốt cuộc phục hồi tinh thần ôm bó hồng chạy chậm tới đi tới bên cạnh xe cơ khinh sa quan sát anh ta vài lần mỉm cười nói hoàng nhị thiếu gia hoa này rốt cuộc là tặng hay không tặng đây a à, tặng tặng chứ nhưng linh linh sẽ không nhận a à. vẻ mặt anh ta rất khó xử cơ khinh sa không khỏi bật cười nói cậu chưa thử sao biết người ta không nhận hừng Hoàng Dũng Huy rốt cuộc cũng thông minh lên chút, vội đưa bó hoa lộn xộn đến trước mặt Phạm Linh, khuôn mặt bầm dập trướng lên đỏ bừng, ngập ngừng nói, Linh Linh, hoa này, tặng cô. Nhìn con mọt sách này trời sinh này, Phạm Linh dở khóc dở cười. Cơ khinh xa khẽ cười nói, Linh Linh, nhận đi, sau này đối xử với người ta tốt một chút, hai người nhất định có duyên vợ chồng, đừng ước hát yêu ta ép người thành thực A. Ơ, ờ, Phạm Linh có chút ngây dại, cô không ngờ cơ khinh xa lại dám nói những lời này. Chẳng qua là cô cảm thấy cô gái siêu cấp xinh đẹp này lại có cảm giác thân thiết không nói ra được. Nhưng dù có cảm thấy thân thiết, cô cũng không ngờ mới gặp mà cơ khinh xa lại, đùa, như vậy. Tiêu phàm cũng khẽ mỉm cười. Cơ khinh xa nói không sai, Hoàng Dũng Huy và Phạm Linh Tướng mạo rất rõ ràng, có duyên vợ chồng điển hình. Mặc sự tình có diễn biến ra sao, hai người chung quy vẫn sẽ là vợ chồng. Lên xe rồi nói, phạm nhạc đã an vị trên ghế lái vẫy vẫy tay nói à giả dạ. phạm linh ngồi ở ghế phụ vội và nhận lấy hoa hồng từ tay hoàng dũng huy đoan đoan chính chính ngồi yên rất nhanh xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm đi đâu đây phạm nhạc không quay đầu hỏi vừa đánh một trận ở đây tạm thời không thể ở khách sạn rồi phạm nhạc rời khỏi thành lạc già nhiều năm trong những năm đó không có bất cứ tiếp xúc nào để xử lý công bằng chuyện tối nay phải có chút thời gian. Tuy nhiên, bang Lạc Gia và cảnh sát thành Lạc Gia đều rất hủ bại. Chỉ cần một ít tiền thì chuyện nhỏ như vậy rất dễ giải quyết. Tiêu Phạm cười cười, nói. Tới Hoàng gia. Tới Hoàng gia ư. Phạm nhạc chố mắt hỏi. Hoàng Dũng Huy cũng mở to hai mắt, có chút không hiểu. Tiêu Phạm nhìn Hoàng Dũng Huy, cười khẽ. Sao vậy, Hoàng tiên sinh không chào đón chúng tôi ư? Không, không phải, tôi... Tôi không có ý đó, tôi muốn nói là hiện tại có chút không tiện. Dưới ánh nhìn chăm chú trong suốt của tiêu phàm, Hoàng Dũng Huy lắp bắp, cả người không thấy tự nhiên. Anh ta lúc đầu vốn không giỏi cự tuyệt người khác, huống cho ba người tiêu phàm suốt chiêu, huyến khốc, như vậy, sớm đem tính cách đơn thuần của Hoàng Nhị Thiếu ra chấn trụ, cự tuyệt thì càng khó mở miệng. Nhưng trong khoảng thời gian này, quả thực không tiện đưa khách về nhà, nhất là người không rõ lai lịch, trong đó lại còn có một vị hàng đầu sư nữa ở nam dương bất cứ gia tộc có thế lực khổng lồ nào cũng không dám vì tiện đưa một hàng đầu sư vào nhà mình tiêu phàm nhẹ nhàng cười nói hoàng tiên sinh tôi biết cậu có chút băn khoăn nhưng không gạt cậu trong nhà cậu có phiền phức gì chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết hết À, anh anh cũng biết chuyện nhà tôi ư hoàng dũng huy chấn động ánh mắt nhìn tiêu phàm tràn đầy sợ hãi không kìm lòng nổi rụt người về sau hàng đầu sư này chẳng lẽ không gì không biết không gì không làm được sao? Tiêu phàm khẽ lắc đầu nói rất nghiêm túc. Hoàng tiên sinh, nhị ấn đường của cậu tái, sơn căn huyết quang ẩn hiện, càn cung sát khí ngút trời. Rất rõ ràng, lệnh tôn Hoàng Thanh Vân Tiên xin hy gặp phải phiền toái rất lớn, thậm chí là tai ương huyết quang. Lệnh tôn hẳn là bị chúng hàng đầu thuật chứ. Hoàng Dũng Huy há to miệng, một lúc lâu sau không nói nên lời, sợ hãi trong mắt không thoát ra nổi. Phạm Nhạc không nói hai lời, tay lái rẽ phải, xe con lập tức chạy tới Hoàng gia. Hoàng phủ và Phạm phủ cách nhau không xa, đều tọa lạc ở khu quần cư giàu có người Hoa. Đối với khu vực này, Phạm Nhạc thực sự quá quen thuộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 456, đề phòng nghiêm ngặt. Biết Hoàng Thanh Vân xảy ra chuyện, nhưng Hoàng Phủ đề phòng nghiêm ngặt như này cũng khiến tiêu phạm thoáng có chút không ngờ. Mặc dù Hoàng Nhị Thiếu Gia vẫn ngồi trên xe, xe muốn đi vào cửa hoàng gia vẫn bị ngăn cản hai gã người hoa vẻ mặt nghiêm túc đi lên phía trước xe con không chút khách khí cản lại hai người này thân hình cao lớn tay vượn eo thon không căng phồng rõ ràng mang theo súng bên người tiêu phàm nhíu mi nhìn họ xem ra bản thân hắn nhìn nhận an ninh thành lạc già lạc quan quá rồi bảo vệ cửa hoàng phủ không ngờ đều mang theo súng lục chẳng lẽ quản lý súng ống ở thành lạc già này lơi lỏng như vậy hay là chỉ cần có tiền pháp luật và quy định không thèm nhìn tới là tôi hoàng dũng huy đúng lúc ra mặt hai tên bảo vệ cửa nhìn thấy mặt mũi hoàng dũng huy bầm dập lập tức chấn động đồng thời lùi sau một bước tay rời hông trong đó có một người nhanh tay rút ngay súng lục ra nhìn thấy súng lục cặp mắt của tiêu phàm co rút hóa ra là ngô tứ thức dựa theo sự đổi mới của thời đại loại súng này sớm đã lạc hậu khuyết điểm không ít ví dụ như trọng lượng và kích thước quá lớn số lượng đạn mang được lại ít, lực bắn phản chấn lớn, lần thứ hai bắn ra thì độ chính xác kém dần đều, tất cả đều là khuyết điểm. Nhưng điểm không thể phủ nhận lực sát thương của súng lục tứ thức không hề tầm thường so với súng lục khác. Trong bộ đội hỏa lực giã chiến càng mạnh, súng ngô tứ có uy lực thừa thái, nhưng TNG trường hợp không có vũ khí hạng nặng phối hợp, vệ sĩ sử dụng súng ngô tứ thức có thể dễ dàng gây lực sát thương với bất cứ áo chống đạn cảnh dụng nào, đó chính là UHIOTA F9 mạng mấy người khẩn trương cái gì, trên xe đều là bằng hữu của tôi. Hoàng nhị thiếu ra có chút mất hứng nói. Tuy Hoàng Dũng Huy là con mọt sách trời sinh, nhưng đêm nay bị mấy tên thổ dân côn đồ đánh, trên người không có chỗ nào không đau, giờ lại gặp bộ dạng hai tên vệ sĩ như lâm vào đại địch này, thậm chí súng lục cũng rút ra, người có tình tính tốt cũng sẽ tức giận. Xin lỗi Hoàng nhị thiếu ra, đây là quy định của đại thiếu gia mấy ngày này người lạ không thể đi vào đây tên vệ sĩ chưa rút súng lục, tuổi hơn lớn, rõ ràng tổ hợp hai người này là do y làm chủ, vội vàng giải thích với Hoàng Dũng Huy. Tôi nói, họ không phải người lạ, họ là bạn tôi. Mặt Hoàng Dũng Huy nghiêm lại, tức giận nói, chỉ có điều vị còn ngoan này cho dù xa sầm cái mặt nhưng cũng không thể tạo ra lực uy hát yêu ta ép. Hai gã vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau miễn cho ý kiến. Mặt Phạm Nhạc lộ ra vẻ mất hết nhẫn nại. Trước kia, thiếu gia của phạm gia muốn vào hoàng phủ nào có ai dám cản lại chứ cơ khinh sa liếc tiêu phàm một cái hạ giọng nói hay là tôi cùng bọn họ nói chuyện một chút tài ăn nói của cơ khinh sa rất tốt hai gã vị sĩ này e là dùng không tới hai người liền bị cơ tổng thuyết phục rồi tiêu phàm cười cười nói không cần người có thể nói sẽ tới mau thôi người nói nào cơ khinh sa cả kinh có chút hoài nghi nhìn tiêu phàm tại sao cô không có chút dự cảm nào vậy? Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt rất chắc chắn. HTTP 2 gạch chéo gạch chéo TIUYENCU ATUI.net gạch chéo quả nhiên sau một lát, hai cột sáng đèn ô tô bắn thẳng tới, một chiếc xe limo chạy tới, ở cách đó không xa đỗ, xịch, một tiếng, hai gã vệ sĩ bộ dáng mạnh mẽ từ trên xe nhảy xuống, bày xong trận thế phòng ngự, vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch. Đại ca ư, hai mắt hoàng dũng huy kiêu ngạo nhìn hai tên vệ sĩ nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe sang trọng kia không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng chạy tới không ngờ chủ nhân chiếc xe này lại là đại ca của anh ta hoàng cao huy dũng huy à trễ như này mà em vẫn còn ở bên ngoài ư một nam tử trẻ tuổi cao gầy từ chiếc xe sang trọng bước xuống rất kinh ngạc ngay sau đó lại lập tức hốt hoảng a à, lên một tiếng sao lại thế này em bị thương ư là kẻ nào gây ra nam tử trẻ tuổi cao gầy này có ngũ quan hơi giống Hoàng Dũng Huy, cũng là nam tử, nhưng đường cong gương mặt lại kiên nghị hơn so với Hoàng Dũng Huy, chứng tỏ đây là loại người có tính cách quyết đoán. Hi hi, không sao đâu, chỉ bị thương ngoài ra thôi anh, em đụng phải mấy tên côn đồ ấy mà. Hoàng Cao Huy gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Hoàng Dũng Huy lập tức đảo về hướng chiếc xe, hai hàng lông mày nhíu lại, hạ giọng hỏi, Dũng Huy, đây không phải xe em. Thế nào mà mấy người kia dám tới tận đây? chị an thành lạc già không tốt lưu manh đầu đường xó chợ tiểu bang phái có không ít thường xuyên xảy ra mấy chuyện ẩu đả đánh nhau cái gì ạ à? hoàng dũng huy ngạc nhiên lập tức hiểu được đại ca mình đã hiểu lầm không phải không phải ạ à, bọn họ không phải là lưu manh họ là bằng hữu của em là họ giúp em đánh đuổi lưu manh đưa em về nhà nhưng anh xem bọn a phát lại ra ngăn cản ngay cả súng cũng rút ra đây chẳng phải quá không lịch sự rồi sao hoàng dũng huy không kìm nổi quay sang oán giận với đại ca thực sự đêm nay và ngày trước không giống nhau phạm linh lại còn ngồi trong xe nữa nói ra thì đây cũng là bạn gái lần đầu tới nhà kết quả là bị vệ sĩ rút súng ngăn lại hoàng nhị thiếu gia thật sự rất mất mặt rồi nói thế nào anh ta cũng là nhị thiếu gia hoàng phủ là chủ nhân tòa nhà lớn này là vậy ư vậy nên cảm ơn người ta rồi hoàng cao huy sau khi nghe xong mỉm cười nói nhấc đôi chân dài đi về hướng bên kia. Hoàng Cao Huy lớn hơn Hoàng Dũng Huy mười mấy tuổi, sớm đi làm việc giúp đỡ phụ thân, hiện giờ Hoàng Thanh Vân ở trạng thái bán về hưu, toàn bộ sự vụ ngày thường của tập đoàn Hoàng thị đều là do cậu ta xử lý. Ngày thường xử sự thông minh tháo vát, không có như tên ngốc tử mọt sách Hoàng Dũng Huy kia. Đại thiếu gia, tên A Phát lớn tuổi hơn vội vàng ra ngoài cửa chào đón, ngăn trước người Hoàng Cao Huy, thân sắc ác liệt lắc đầu, ý là muốn nhắc nhở Hoàng Cao Huy tình hình địch không được rõ ràng, không thể tùy ý tiếp cận. Trong khoảng thời gian vừa rồi, A Phát luôn cẩn thận đánh giá bọn họ. Ngoại trừ Phạm Linh, ba người còn lại thần sắc rất bình tĩnh, đối với sự đề phòng nghiêm mật của họ không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí khi A Biu móc súng ra, ba người đó vẫn duy trì thần sắc tự nhiên, thật giống như thứ A Biu móc ra là một thức đồ chơi. Bọn họ cứ vậy ngồi trong xe, không đi ra, cũng không xông lên, ngay cả một lời giải thích cũng không nói tuổi ba người này cũng không lớn, A Phát cho tới giờ chưa từng thấy người thanh niên nào giống như vậy, trong tâm rất bồn chồn. Trong khoảng thời gian này, tình huống thực sự quá khẩn trương, trong phủ xảy ra đại sự, là, lão nhân, hoàng phủ, A Phát không thể không sốc lại tinh thần, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Không cần gấp gáp, Hoàng Cao Huy gật gật đầu, giơ tay vỗ vai A Phát, đối với việc A Phát tận chung với cương vị công tác rất hài lòng, tiếp tục đi về phía trước hoàng cao huy tới gần cửa xe mở ra đám người tiêu phàm lần lượt bước xuống chính chủ đã đến mà còn tiếp tục ngồi trên xe thì không khỏi có chút thất lễ hoàng cao huy nhìn xuống thì thấy a à, phát khẩn trương quá rồi mấy người này có thể không hẳn là bằng hiếu nhưng cho dù là kẻ thù thì cũng sẽ không phải loại tiểu nhân hèn hạ đánh lén sau lưng bất kể là tiêu phàm hay cơ khinh sa phạm nhạc khí độ mấy người này tuyệt đối không phải là giả hoàng cao huy mấy năm nay tung hoành thương giới duyệt qua vô số người mắt nhìn tất phải có xin chào hoàng tiên sinh tiêu phàm mỉm cười chủ động chào hỏi hoàng cao huy xin chào xin hỏi quý tính của tiên sinh là gì tôi họ tiêu tiêu phàm vị này là bạn gái tôi cơ khinh sa còn vị này là phạm tiên sinh vị này là em gái của phạm tiên sinh phạm tiểu thư nghe hắn giới thiệu gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cơ khinh sa nổi lên hai luồng đỏ ửng giả trang làm bạn trai bạn gái sớm đã nói qua, mấu chốt là lời nói lúc này của tiêu phàm không có chút miễn cưỡng nào, đây mới là điều khiến cơ khinh xa để tâm. Chào ngài, tiêu tiên sinh, chào cơ tiểu thư. Hoàng Cao Huy không ngừng tiến lên bắt tay đám người tiêu phàm, rất đủ quy củ. Kỳ thực người trẻ tuổi bây giờ đều không kiếng kỵ nhiều, lần đầu gặp mặt không nhất thiết phải bắt tay, chỉ có điều đám người tiêu phàm không giống bình thường, Hoàng Cao Huy cũng không dám chậm trễ. Tiêu tiên sinh, nghe dũng huy nói đụng phải mấy tên lưu manh kiếm chuyện là các vị xuất thủ tương trợ xử lý mấy tên đó sao tiêu phàm mỉm cười nói chuyện nhỏ mà cũng chỉ là tiện tay thôi không có gì đáng nói cả hoàng cao huy vội nói đối với tiêu tiên sinh chỉ là tiện tay nhưng với em trai tôi thì ý nghĩa rất lớn cảm tạ ngài phạm nhạc ở bên nói hoàng tiên sinh cảm tạ thì chúng tôi không dám có điều tôi ra tay hơi nặng Mấy tên lưu manh đó phỏng chừng cũng phải nằm viện thời gian ngắn. Việc này có thể kinh động tới cục cảnh sát, chúng tôi không tiện ở khách sạn. Tiêu tiên sinh và Cơ tiểu thư đều là nhân vật lớn có thân phận, không thể tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra được. Hoàng Cao Huy cười ha ha, nói: "Phạm tiên sinh không cần lo lắng, nếu là vì giúp em trai tôi mà mới phát sinh chuyện này, đương nhiên hoàng gia chúng tôi sẽ xử lý, làm sao có thể gây phiền phức cho Tiêu tiên sinh và Cơ tiểu thư được." lời này nói ra rất có đại khí lấy thực lực của hoàng gia ở thành lạc già hoàng cao huy nói vậy cũng không ngoa không phải nói tất cả án tử hoàng gia đều có thể bãi bình nhưng nếu chỉ là mấy tên lưu manh vẫn đề thực không lớn huống chi mấy tên đó còn ức hát yêu ta ép em trai hoàng cao huy cho dù phạm nhạc không ra tay thì hoàng cao huy cũng sẽ không buông tha đối với người em nhỏ hơn mình nhiều tuổi này hoàng cao huy vô cùng yêu thương vậy được phiền hoàng tiên sinh rồi. Phạm tiên sinh nói phiền chỗ nào chứ, đây không phải việc chúng tôi nên làm sao. Tới tới, tiêu tiên sinh, cờ tiểu thư, phạm tiên sinh, phạm tiểu thư, mời vào trong nhà. Nếu các vị không chê thì ở tạm nhà tôi đêm nay, ngày mai tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, không biết ý mấy vị thế nào. Lời của Hoàng Cao Huy càng lúc càng khách khí. Câu nói vừa rồi của Phạm Nhạc, người thường sẽ không quá cường điệu lên, nhưng Hoàng Cao Huy là loại người nào chứ? Phạm Nhạc nói, Tiêu Tiên Sinh và Cơ tiểu thư đều là nhân vật lớn có thân phận. Khí độ Phạm Nhạc vốn cao cao tại thượng, ngay cả anh ta cũng tôn sùng Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa nhất định là nhân vật lớn. Hoàng Cao Huy tuyệt đối không ngại giao hảo với đại nhân vật kết bạn một phen. Cái gọi là bằng hữu, có khi thực sự phải xem tới duyên phận. Chương 457, thuật pháp cấm chế. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Cao Huy, tự nhiên không còn bất cứ trở ngại gì, hai chiếc xe sang trọng một trước một sau, lái vào tòa nhà hoàng gia rộng thanh thang. Biệt thự lớn này của hoàng gia cùng với biệt thự khác, vẫn không bằng nói luôn là một trang viên đi, do vài kiến trúc độc lập tạo thành, mang theo phong vị kiến trúc cổ điển hoa hạ, tại nơi di quốc tha hương làm cho lòng người tự nhiên có cảm giác thân thiết. Hoàng Cao Huy rất khách khí, tự mình sắp xếp cho đám người tiêu phàm một ngôi biệt thự nhỏ, đây được gọi là phòng khách hoàng gia. Nội thất trang hoàng xa hoa, trên cả khách sạn 5 sao bình thường. Tất nhiên, khách nhân bình thường cũng không có duyên mà được ở căn biệt thự này. Tiêu phàm và cơ khinh xa được sắp xếp chung một phòng nghỉ. Thế giới ngày nay, cái gọi là bạn trai bạn gái không phải là chuyện này sao? Đợi Hoàng Cao Huy dẫn Hoàng Dũng Huy cáo từ rời đi, cơ khinh xa không nhịn nổi, hỏi. Tiêu phàm, cậu cũng biết hàng đầu thuật sao? Tiêu phàm chỉnh lâm thành đạc nhìn thế nào cũng không giống như giả vờ bởi vì không thể có điều đó được, muốn thực sự thu thập lâm thành đạc, còn có những biện pháp khác, không nhất định phải cho gã ta thấy tiêu phàm là hàng đầu sư. Tiêu phàm cười, nhẹ giọng nói. Kỳ thực chuyện này tương đối đơn giản, chỉ cần hiểu chút vấn đề đơn giản là được rồi. Vấn đề gì? Cái gì là hàng đầu thuật? Cái gì là hàng đầu thuật á? Đúng, cái gì gọi là hàng đầu thuật, nói trắng ra chính là cổ thuật miêu cương nuôi dưỡng chuyển tới Nam Dương, kết hợp với địa phương lưu hành vô thuật này sản sinh ra một môn mang tính chất dược lý học và nồng đậm dấu vết huyền học, nguyên lý của nó không có gì hơn chính là mượn dược vật hoặc sức mạnh thiên địa tác động vào cơ thể. Có lúc thì tác động sinh lý, có lúc từ trong tâm mà ra, hoặc nhiều mặt. Thủ pháp như vậy không chỉ có ở hàng đầu thuật mà có ở nhiều trường phái khác cũng có thể làm, nhưng đều có phương pháp cấm chế cùng loại cả. Tiêu phàm mỉm cười giải thích với cơ khinh xa. Thủ pháp cấm chế vô cực môn cực kỳ tinh diệu, người ngoài cực kỳ khó lý giải. Ví dụ như chỉ thủy tổ sư hạ mệnh cấm chế trên người Tân Lâm, vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần tiêu phàm xảy ra chuyện, Tân Lâm cũng sẽ xảy ra vấn đề, cùng với thủ đoạn của hàng đầu thuật vô cùng tương đồng. Thì ra là vậy, kế thừa của vô cực môn quả nhiên bác đại tinh thâm. Cơ khinh xa không khỏi nhẹ nhàng thở ra một tiếng, có chút hâm mộ, có chút kính phục. Tiêu phàm nhìn cơ khinh xa hỏi, chẳng lẽ phái Hà Lạc không có kế thừa đó sao? không có cơ khinh sa quả quyết lắc đầu khẳng định đáp tôi học qua thuật điểm huyệt trong đó có một số nguyên lý miễn cưỡng nói ra thì cũng có chút tương tự nhưng không hơn thuật điểm huyệt vốn là thủ pháp cao thâm tôi chỉ hiểu sơ sơ thôi còn về phần thuật pháp cấm chế tôi chưa có cơ hội học ô hai hàng lông mày tiêu phàm dương lên cơ khinh sa không khỏi kinh ngạc hỏi cái này có gì không đúng sao sao cậu lại có vẻ mặt đấy từ ánh mắt của tiêu phàm, dường như cơ khinh xa hẳn là biết được thuật cấm chế mới đúng. Nhưng cơ khinh xa rất rõ ràng, cô thực sự không hiểu. Nhưng đã có tiếp xúc qua thì chẳng qua cũng chỉ là một loại tiếp xúc. Đối với cô mà nói thì cũng không có gì là tốt, mà chính là ác mộng. Phái Hà Lạc, âm dương có kế thừa như vậy đấy. Tiêu Phàm khẳng định nói. Vậy sao, sao tôi lại không biết nhỉ? Cơ khinh xa càng thêm kinh ngạc. Tiêu Phàm lắc đầu, đó là do kế thừa của phái hà lạc cô giống kế thừa phái vô cực môn của tôi đều bị thất lạc rất nhiều hơn nữa kế thừa phái âm dương gần như đã thất lạc toàn bộ tuy nhiên phái hà lạc còn một chút cơ bản thuật pháp cấm chế tôi cũng biết một chút như vậy đi chuyện này xong xuôi tôi đem mấy tài liệu phái hà lạc sao chép sang cho cô cho cô từ từ lĩnh ngộ cậu ngược lại thực bình tĩnh cậu thực sự nắm chắc có thể đánh bại ma cưu đoạt xích viêm thảo từ tay y sao đôi mắt xinh đẹp ngập nước của cơ khinh sa liếc hắn một cái nói không trên thế giới này chỉ sợ không có ai có thể chắc chắn mình có thể đánh bại ma cưu đại quốc sư nhưng dù thế nào cũng phải tiến về phía trước con người không thể sống trong sợ hãi và lo âu mỗi ngày được tiêu phàm thản nhiên nói giọng điệu tự nhiên không ra vẻ chút nào cậu đối với tôi tốt như vậy nói thật với cậu chứ mấy ngày nay tôi căng thẳng lắm lắm luôn cơ khinh sa cũng thản nhiên nói đối mặt với nước đan mạn thậm chí toàn bộ hàng đầu sư Nam Dương, ai cũng đều căng thẳng, cơ khinh xa thừa nhận điểm này cũng không có chút nào mất mặt, nếu không căng thẳng mới gọi là lạ đấy. Đây không phải là chuyện đơn giản. Tiêu phàm vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay cơ khinh xa nhỏ, dài, trắng nón, hơi có chút lạnh. Cô yên tâm, mặc kệ thế cục hiểm ác ra sao, tôi cũng sẽ tận lực bảo vệ an toàn cho cô. Cơ khinh xa nắm chặt tay tiêu phàm, ngửa đầu nhìn hắn, thấp giọng kiên định nói không cần cậu cam đoan tôi không cần cậu liều mãng như vậy mặc kệ có thể lấy được xích viêm thảo hay không tôi cũng chỉ mong cậu an toàn thôi tiêu phàm nhẹ nhàng cười không nói thêm gì nữa cái gọi là thế sự vô thường rồi cái gọi là thiên mệnh khó trái có thuật sư mạnh như tiêu phàm ở bên lại có thể nhìn thấu tương lại ở một số chuyện lại không thể làm gì mấy người động chút là kêu gào đòi con người chế ngự thiên nhiên Tiêu phàm chẳng qua thấy hơi buồn cười. Ngay cả thượng đế cũng tạo không ra một tảng đá cho hắn cầm. Người bình thường cũng dám nói không biết trời cao đất dày như vậy. Ông trời đã định trước kết cục cho ngươi. Ngươi lại tâm cao khí ngạo, lại có 10.000 cái không cam lòng, chỉ có thể nhận lấy mà không có nửa điểm kháng cự đường sống. Thân thể mềm mại của cơ khinh xa chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng tiến vào trong ngực tiêu phàm, giờ tay ôm eo hắn, yên lặng không nói chuyện tình cảm dù nhiều nhưng cũng không cần nhiều lời nói ra. Biết rõ hành trình tới Nam Dương nguy hiểm, biết rõ là phải đối mặt với ma cưu đại quốc sư và hơn 10 hàng đầu sư, bất cổ phái, chỉ cần một lúc vô ý là sẽ bị vạn kiếp bất phục, biết rõ tiêu phàm lấy xích viêm thảo là vì muốn cứu Tân Lâm, cơ khinh xa có 10.000 lý do để không tới đây, vậy mà cô lại không chút do dự đồng hành cùng tiêu phàm. Tâm tư của cô, chính cô hiểu. Tiêu phàm cũng hiểu. Không cần phải nói ra. Cơ khinh xa tựa vào ngực tiêu phàm một lúc sau đó lập tức thẳng người, cười tự nhiên nói. Tôi pha trà cho cậu. Hoàng gia này có biệt thự đãi khách xa hoa, phối trí đầy đủ, không chút nào thua kém phòng tổng thống cả. Dụng cụ pha trà có vài bộ, nhìn qua hơi giống nhau, kỳ thực người hiểu được trà đạo liếc mắt một cái có thể nhìn ra sự khác nhau. Cơ khinh xa cầm một bộ trà cụ nghệ thuật uống trà lĩnh nam tới, bày trên bàn trà gỗ lim, bắt đầu tư thế nghệ thuật uống trà bóng đêm càng tối, nhưng rõ ràng vẫn chưa tới lúc ngủ. Còn có khách nhân tới thăm nữa. Tiêu phàm lẳng lặng ở sofa nhìn cơ khinh xa ngồi xổm ở đó bận rộn, ngón tay xanh miết hơi vỉnh lên. Tiêu phàm không thể không thừa nhận cả đời này chưa từng thấy hoa lan chỉ nào rung động lòng người như vậy. Nhìn cơ khinh xa pha trà và xem cô xuống bếp tuyệt đối là một loại hưởng thụ khó nói nên lời. Thật giống như một cái nhìn cũng như một cái ôm, làm cho người ta nhớ tới. Nếu như nói thế gian có tuyệt đại báu vật, Cơ Khinh Sa tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là báu vật đó. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, thậm chí Azelina, Trần Dương, Phương Do Mỹ đều là những mỹ nữ, đều có điểm đặc biệt. Luận về diện mạo dáng người, Cơ Khinh Sa chưa chắc bằng mấy cô, nhưng luận tới tư vị nữ nhân, Cơ Khinh Sa đầy đủ nhất. Cơ Khinh Sa là nữ cường nhân danh chấn tứ phương, thế giới ngầm thiết môn cực trọng người tài, lại khăng khăng trọng nữ nhân như vậy, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu có lẽ nữ nhân có thể xưng là tuyệt đại báu vật đều đặc biệt như vậy. Chinh phục nữ nhân như vậy đều là giấc mộng chung cả đời của nam nhân cường đại. Thậm chí ngay trong sâu nội tâm tiêu chân nhân vô tình nổi lên một tia khác thường, ngay cả tiêu phàm cũng chưa nhận ra. Mùi thơm lượn lờ dần bay lên, cơ khinh xa đem một ly trà vàng óng ánh nhẹ nhàng đặt trước mặt tiêu phàm. Trà được chuẩn bị trong phòng này là loại trà búc minh tiền cực phẩm. Hoàng gia không hổ là gia tộc đứng đầu thành lạc gia, nội tình thâm sâu. Cho dù tại nơi xa xôi hoang dã vẫn bảo lưu kế thừa hoa hạ vô cùng thuần khiết. Tiêu phàm nâng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói. Trà là trà ngon, tuy nhiên so với tưởng tượng của tôi có chút khác biệt. Khác biệt, có gì khác biệt? Tiêu phàm nhìn khuôn mặt kiều mị, cười mà không nói. Trà là trà ngon, nhưng không bằng người pha trà. Cơ khinh xa nháy mắt liền hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên luồng đỏ ửng, không ngờ tiêu chân nhân lúc nói giỡn, đùa lại mờ mịt như vậy. Nhưng ít ra đây là một loại đặc biệt không giống bình thường. Trước đó, cơ khinh xa trêu chọc tiêu phàm, tiêu phàm một mực không đáp lại, thậm chí còn hơi ngượng ngùng, cánh tay cứng ngắc. Hiện tại, tiêu phàm rốt cuộc cũng đáp lại, chứng tỏ quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một tầng. Nếu trước mặt cơ khinh xa là nam nhân khác, cơ bản không cần phiền toái như vậy, không cần cô tỏ vẻ, cho dù lạnh lùng từ chối, những nam nhân kia vẫn sẽ chăm phương nhìn kế tiếp cận cô, tìm mọi cách khiến cô vui. Tiêu phàm không phải nam nhân khác. Một chút thay đổi rất nhỏ ấy cũng đủ cơ khinh xa vui vẻ thỏa mãn. Tiếp tục phát triển tiếp khẳng định còn thêm một bước đột phá nữa. Đối với đột phá tương lai sắp tới, cơ khinh xa rất mong chờ. Không khí trong phòng có chút đặc biệt. Hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi, không khí đặc biệt kia rất nhanh bị người ta cắt đứt. Vô lượng thọ phúc một đạo hiệu trầm thấp hùng hậu bỗng nhiên truyền tới. Hai hàng lông mày tiêu phàm vốn đang dịu xuống, bỗng mạnh mẽ dương lên, cơ khinh xa cũng lập tức đứng dậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Vị đạo trưởng tới thăm đêm khuya này nội lực thật thâm hậu. chương 458, Nguyên Thành chân Nhân. Phán đoán từ tiếng bước chân, có hai người đang đến. Trong đó có một vị là Hoàng Cao Huy. Bất luận là bước chân hoặc tiếng nói của ai, chỉ cần nghe qua một lần, Tiêu Phàm đều có thể nhớ rất rõ. Hoàng Cao Huy đi phía à sau đạo nhân, anh ta là đại thiếu gia của Hoàng gia, người thực tế phụ trách mọi việc thường ngày trong nhà Hoàng gia. Trong nhà của mình đương nhiên phải giữ lễ, nhưng đạo nhân đi trước. Thân phận của đạo nhân này chắc chắn không đơn giản, mà người đạo nhân đi đằng trước này, bước chân dường như không phát ra tiếng. Nếu không phải tiêu phàm, cơ khinh xa đều là đại cao thủ, người thường tuyệt đối nghe không ra. Phúc thọ vô biên, tiêu cư sĩ, Cơ cư sĩ, đêm khuya quấy dậy rồi. Xin hai vị cư sĩ đừng trách tội. Đạo nhân đến trước cửa dừng bước, chậm rãi nói, giọng nói rất nhã nhặn, không hề có chút ác khí nào. Cơ khinh xa ngạc nhiên, hạ thấp giọng nói với tiêu phàm. Là chân nhân trụ trì Ngọc Dương Quan, trưởng giáo môn phái Long Môn ở Lạc Già Thành, Nguyên Thành Tử. Thân phận này, chẳng khác gì là lãnh tụ của giáo đạo ở Lạc Gia Thành, cũng chính là lãnh tụ tinh thần của người Lạc Già Thành. Tiêu Phàm gật gật đầu, cao giọng nói. Cho mời Nguyên Thành chân nhân. Cửa lớn phòng khách bị nhẹ nhàng đẩy ra, một lão đạo sĩ mặc chiếc áo choàng đội mão vàng, mũ đạo sĩ đội có sự đi cùng của Hoàng Cao Huy, chậm rãi đi tới cửa. Lão đạo sĩ này tóc đã hoa dâm, tròm râu dài cũng là màu xám trắng. Nhìn chừng khoảng 6-70 tuổi, dung mạo hiền từ, chỉ nhìn tướng mạo, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ ông ấy có liên quan gì đến cao thủ võ lâm. Chỉ có cao thủ với nhau, mới có thể nhìn ra. Giữa hai con mắt của lão đạo sĩ, thần quang trầm tĩnh, cho thấy nội lực cực kỳ thâm hậu. Tiêu cư sĩ, Cơ cư sĩ. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm và Cơ Khinh xa đôi mắt của Nguyên Thành Tử hơi nhíu lại, cúi đầu chào. Nguyên Thành Tử trước khi đến thăm viếng đêm khuya, lai lịch có liên quan đến vài vị khách nhân thần bí, đương nhiên bắt buộc phải hỏi Hoàng Dũng Uy một cách cẩn thận. Cho dù vị nhị thiếu gia của Hoàng gia này, quả thực là một tên mọt sách, nói chuyện dài dòng không rõ ràng, nhưng những miêu tả quan trọng vẫn rất rõ ràng. Căn cứ theo sự miêu tả của Hoàng Dũng Huy, Tiêu Phàm là một hàng đầu sư. Trong toàn bang Lạc Gia, hàng đầu sư người Hoa cũng không phải là số ít, chỉ là so với hàng đầu sư bản địa, số lượng ít hơn rất nhiều. Một hàng đầu sư thần bí trẻ tuổi người Hoa đột nhiên chủ động đến tìm Hoàng gia, chắc chắn là có nguyên nhân, nhất định trong đêm nay phải tìm hiểu cho rõ ràng. Sau khi biết được đối phương là hàng đầu sư cho dù là Hoàng Cao Huy dũng cảm đầy mình, cũng không dám một mình đi đến thăm viếng. May mà có Nguyên Thành chân nhân đích thân chấn thủ, nên cũng không cần quá sợ hãi. Nhưng Nguyên Thành tử vừa nhìn thấy tiêu phàm và cơ khinh Sa liền nhạy bén ý thức được, sự miêu tả của Hoàng Dũng Huy có vấn đề, chí ít là không được hoàn chỉnh. Tiêu phàm có là hàng đầu sư hay không vẫn còn chưa xác định được, nhưng hắn và cơ khinh Sa trăm phần trăm là cao thủ võ lâm, hơn nữa là kiểu tuyệt đỉnh cao thủ. Nguyên thành tử nhìn một cái là có thể nhìn ra. Nhất là Tiêu Phàm, hai mắt thần quang sắc bén, khuôn mặt bảo quang lấp lánh, âm thầm chuyển động không ngừng. Cả đời Nguyên thành tử, chỉ có khi còn trẻ, ở Long Môn phái đảm nhiệm quyền trưởng giáo, sư tổ ông ta Đan Hà chân nhân có hơi thở như vậy. Đan Hà chân nhân một tay sáng lập ra Ngọc Dương Quan, được công nhận là truyền nhân kiệt xuất nhất của Long Môn phái tại Lạc Già thành, nội công tu luyện thâm sâu vô cùng. Nghe nói đã luyện đến cảnh giới Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên trong truyền thuyết. Nhưng lúc đó, Đan Hà chân Nhân đã thất thập cổ lai hy, siêng năng vất vả khổ luyện hơn 60 năm, luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy thì có thể lý giải được. Nhưng tiêu phàm trước mặt, nhiều lắm không quá 30 tuổi, tuổi trẻ đôi khi sẽ có những hành động thái quá, chẳng lẽ cũng tu luyện đến cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cao nhất rồi ư. Nguyên Thành Tử thật sự hoài nghi cảm quan của mình có vấn đề duy nhất có thể khẳng định là tiêu phàm chắc chắn không phải là người hoa bản địa ở đây. Trong số những người hoa trẻ tuổi ở Lạc Gia Thành, xuất hiện một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, thân là lãnh tụ tinh thần của người hoa, Nguyên Thành tử không thể nào không biết. Nguyên Thành chân nhân, tiêu phàm khẽ cúi người đáp lễ. Danh xưng chân nhân, tuyệt đối không dám nhận, tiêu cư sĩ xin cứ gọi thẳng danh xưng của bần đạo. Chân nhân quá khách khí rồi, Nguyên Thành chân nhân mời ngồi, Hoàng Tiên sinh mời ngồi tiêu phàm mỉm cười có lời mời. Nguyên Thành Tử và Hoàng Cao Huy liếc nhìn nhau, rồi ngồi xuống trước bàn trà. Hoàng Cao Huy lần nữa cảm ơn tiêu phàm. Tiêu tiên sinh, em trai tôi đã nói hết sự tình cho tôi rồi, rất cảm ơn tiêu tiên sinh và bạn của ngài trượng nghĩa ra tay, nếu không em tôi tối nay thật sự sẽ phiền phức rồi. Tiêu phàm khoát tay, nói. Chuyện đúng là trùng hợp, nói ra thì nhị thiếu ra có thể coi là bị vạ lây. Tay lâm mố kia và vài tên bản địa, vốn dĩ không phải nhầm vào lệnh đệ. cho dù lệnh đệ không liên lụy trong đó, chúng tôi cũng sẽ vẫn ra tay dạy dỗ đám người kia. hoàng cao huy gật gật đầu. tiêu phàm này quả nhiên đại khí, không nhân cơ hội để kể công, mà thể hiện thiện chí với hoàng gia. nói thế nào đi nữa, chúng tôi cũng rất cảm tạ tiêu tiên sinh và những người bạn của ngài. tiêu tiên sinh, nói ra cũng thật là trùng hợp, có lẽ là đệ đệ của tôi nghe nhầm, nó lại nói vị phạm tiên sinh đi cùng với các ngài là thiếu gia trước đây của phạm gia phạm nhạc tiên sinh, ha ha. Hoàng Cao Huy miệng cười, ha, ha, nhưng trên mặt không có chút tươi cười nào. Hai mắt nhìn chăm chăm vào tiêu phàm, thần sắc có chút căng thẳng. Mấy năm trước, người thừa kế hợp pháp duy nhất của phạm gia phạm nhạc bỗng nhiên mất tích, dẫn đến một cơn sóng lớn trong thượng tầng xã hội của người Hoa ở đây. Hoàng gia là một trong bốn đại tộc đứng đầu, đối với chuyện này đặc biệt quan tâm quan hệ của hoàng gia và phạm gia cho dù không thể nói là mật thiết gì nhưng trước giờ chưa từng xuất mẻ tình cảm phạm nhạc mất tích phạm gia thay đổi quá lớn đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự phân chia thế lực sau này phạm anh thay thế phạm nhạc quản lý phạm gia cục diện thượng tầng xã hội người hoa quả nhiên vì vậy mà có chuyển biến lớn phạm anh không chút khách khí vươn tay vào phạm vi thế lực truyền thống của hoàng gia dần dần trở thành đối thủ cạnh tranh với hoàng gia mấy năm gần đây sự cạnh tranh này ngày càng khốc liệt. mấy ngày trước, rốt cuộc cũng hoàn toàn trở mặt. Phạm Anh ỉ mình là hàng đầu sư, lại có bất cổ phái và có đại hàng đầu sư Zino chống đỡ, trắng đen hai bên đều ăn. không ngờ ép Hoàng gia đến mức chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không có sức để phản công lại. sau khi hoàn toàn trở mặt, còn ngang nhiên hạ độc thủ đối với gia trưởng Hoàng gia Hoàng Thanh Vân. Hoàng Cao Huy một mặt phải tiếp tục kiểm soát tập đoàn, đối với bên ngoài làm như mọi việc đều rất bình thường một mặt muốn tìm cách cứu tính mạng của cha, một mặt còn phải đề phòng chặt chẽ tên điên phạm anh tiến thêm bước nữa làm hại anh ta và những người quan trọng khác trong tộc nhân hoàng gia. Dù anh ta có thông minh tháo vát thế nào, hơn mười mấy ngày ngắn ngủi cũng đã mệt mỏi kiệt sức, người đã gầy đi rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, không cần đợi đến khi phạm anh ra tay, bản thân anh ta cũng đã mệt mỏi suy sụp rồi. Trong thời điểm then chốt này, vốn dĩ mọi người đều cho rằng phạm nhạc đã chết, bỗng nhiên hiện thân ở lạc gia thành, làm sao không khiến người khác kinh ngạc. Dựa vào sự thông minh tài trí của Hoàng Cao Huy, lập tức ý thức được, nếu người này đúng thật là Phạm Nhạc, vậy sẽ làm thay đổi quân cờ mấu chốt trong cục diện bị động trước mắt của hoàng gia, nên đương nhiên phải nắm chặt cơ hội hiếm có này rồi. Tiêu Phạm thản nhiên cười, nói: "Hoàng tiên sinh, Phạm Nhạc này, chính là Phạm Nhạc mà anh đang nghĩ." Cái gì? Cho dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng Hoàng Cao Huy vẫn rất kinh ngạc. Sweat chút nữa nhảy dựng lên. Ngay cả người trầm tĩnh nghiêm nghị như Nguyên Thành Tử, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, dường như cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với việc này, nói Tiêu cư sĩ, chuyện này là thật sao? Tiêu Phàm cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Thành Tử và Hoàng Cao Huy liếc nhìn nhau, vẫn có chút bán tín bán nghi. Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Phạm Nhạc đẩy cửa đi vào. Hoàng Cao Huy không kìm lòng nổi liền đứng lên, nhìn về phía Phạm Nhạc vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Phạm Nhạc không thèm để ý đến Hoàng Cao Huy, bước nhanh đến trước mặt Nguyên Thành Tử, cúi thấp người chào, cao giọng nói. Đệ tử Phạm Nhạc, bái kiến trưởng giáo sư bá. Phạm Nhạc bái sư đệ của Nguyên Thành Tử làm thầy, là đệ tử tục gia của Dương Ngọc Quan. Bởi vì cậu ta thiên phú cực cao, nên có phần được trưởng giáo Nguyên Thành Tử yêu quý, từng đích thân chỉ giáo cho cậu ta. Nếu không phải cậu ta là người thừa kế duy nhất của Phạm gia, Nguyên Thành Tử thậm chí còn muốn cậu ta xuất ra Ngọc Dương Quan, thụ lấy Y bát. Chương 459, quý nhân trong đời. Phạm Nhạc, thật sự là ngươi sao? Nguyên Thành Tử kinh ngạc vạn phần, vội vàng đưa tay ra đỡ lên. Tiên Thiên Huyền Công bỗng bay vọt ra, bao vây lấy Phạm Nhạc. Y phục của Phạm Nhạc nhẹ nhàng bay lên, một dòng nội lực mạnh mẽ bỗng dâng trào, chính là Tiên Thiên Huyền Công, chính thống của Long Môn phái toàn chân đạo vừa nhẹ nhàng chạm vào kinh lực phát ra từ tay của Nguyên Thành Tử, liền lập tức thu lại, thuận theo dòng lực đạo đó Nguyên Thành Tử dựng thẳng người dậy. Không sai, người đúng là Phạm Nhạc. Tấm mặt nạ của Phạm Nhạc vẫn không rơi xuống, bề ngoài so với năm đó có sự khác biệt lớn, nhưng chính tông tiên thiên huyền công tuyệt đối không thể nào giả được. Nguyên Thành Tử đã nghiên cứu, tu luyện nó hơn 10 năm nay, có lẽ thế gian bây giờ, có người còn có nội lực thâm hậu hơn so với Nguyên Thành Tử. Nhưng dùng Tiên Thiên Huyền Công để đánh lừa cảm quan của ông ta thì tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù người biết Tiên Thiên Huyền Công không nhất định là Phạm Nhạc, nhưng khi vừa đụng nhau, lại không còn cảm giác hoài nghi nữa. "Phạm thiếu gia, xin chào." Hoàng Cao Huy lập tức vươn tay ra, nụ cười chân thành. Phạm Nhạc và anh ta nắm tay nhau, thần sắc không phải rất lạnh nhạt, chỉ ít trước mắt mà nói, hai người họ có chung một kẻ địch cần đối phó, có đủ cơ sở để trở thành bạn bè hoặc đồng minh. Phạm Nhạc, cậu năm đó sao lại đột nhiên mất tích vậy? Có phải là cũng có liên quan đến Phạm Anh? Đợi hai người hàn huyên đôi câu, Nguyên Thành Tử không chờ đợi được nữa liền hỏi. Năm đó Phạm Nhạc biến mất lạ lùng, mọi người đều đồn rằng có một vị Phạm Thiếu Gia đã gặp phải bất chắc, tiếp sau đó Phạm Anh lên tiếp quản Phạm Gia. Nguyên Thành Tử có suy đoán như vậy, kỳ thực động cơ của Phạm Anh quá rõ ràng, lợi ích đạt được cũng quá lớn rồi. Chỉ là tìm không thấy Phạm Nhạc đối chất trực diện, có hoài nghi đi nữa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Phạm Nhạc cúi người nói với Nguyên Thành Tử. Đúng vậy, sư bá, đệ tử năm đó chúng phải thuật huyết hàng của Phạm Anh, vốn dĩ là muốn đến Ngọc Dương quan cầu cứu sư phụ và sư bá. Phạm Anh sớm liệu được điểm này, phái người đợi ở trên đường, muốn chặn gờ yêu ta ết đệ tử. Đệ tử chỉ có thể đi đến trường đại học người Hoa tìm bạn giúp đỡ. Thuật huyết hàng của Phạm Anh rất lợi hại, cháu bắt buộc phải lập tức rời khỏi lạc già thành mới có thể giữ được tính mạng. Phạm Nhạc tóm tắt lại tình hình. Bởi vì sợ Phạm Anh biết mình vẫn chưa chết, nên mấy năm nay, Phạm Nhạc không dám liên lạc với bất cứ người quen, thân thích của mình trước đây, chỉ có thể rời khỏi lạc già thành thật xa, mai danh ẩn tích. Lần này trở về cố hương, nếu không phải là cơ duyên trùng hợp, Phạm Nhạc gặp phải rất nhiều phiền toái, hơn nữa có được sự cho phép của tiêu phàm, nếu không phạm nhạc cũng sẽ không tùy tiện ra tay để bại lộ thân phận. Cậu đã trúng phải thuật huyết hàng của Phạm Anh, vì sao hiện tại còn quay về? Chẳng lẽ... Nguyên Thành chân Nhân nhìn cậu ta, có chút nghi ngờ nói. Phạm Nhạc lập tức giải đáp nghi vấn của ông ta. Vâng, sư bá, huyết dáng mà đệ tử chúng đã được giải hết rồi. Cái gì, giải hết rồi. Chuyên của tui A còng A còng nét. Hoàng Cao Huy không tránh khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc khuôn mặt tràn đầy vẻ hoài nghi ở đâu giải được vậy ai giúp cậu giải ở nam dương lạc hàng đầu thường được nghe nói đến nhưng giải được hàng đầu quả thật rất ít nghe nói đến hàng đầu thuật nếu như dễ dàng hóa giải thì sẽ không khiến người người bàn tán xôn xao tiêu phàm cười cười nói hoàng tiên sinh là chúng tôi giúp cậu ấy giải đấy a à, đúng rồi nghe nói tiêu tiên sinh cũng là một đại hàng đầu sư rất giỏi hoàng cao huy vội vàng nói sự kính nể trên khuôn mặt tăng thêm một phần. Pháp thuật của từng hàng đầu sư đều có bí mật độc đáo của riêng mình, dùng thuốc gì, sâu độc gì, làm thế nào yểm bùa, hàng đầu sư bản thân không nói ra, người khác rất khó biết. Có thể giúp người khác hóa giải hàng đầu thuật, nhất định là hàng đầu sư tài ba. Công lực vượt xa so với hàng đầu sư ở Lạc Hàng Đầu, mới có thể nhìn được thiên cơ, hàng đầu sư bình thường đều bất lực. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Hoàng tiên sinh" có thể hóa giải hàng đầu thuật không nhất định chỉ có hàng đầu sư. Tổ tông chúng tôi kế thừa rất nhiều pháp môn, đều có thể dùng được, ví dụ như đại đức cao nhân của đạo gia cũng có năng lực này. Nói xong, liền liếc nhìn Nguyên Thành chân nhân một cái. Nguyên Thành tử xưng một tiếng đạo danh. Tiêu cư sĩ, không giấu gì cậu, truyền thừa của Long môn phái chúng tôi, đối với việc phòng bị hàng đầu thuật cũng có nghiên cứu nhất định, nhưng về mặt hóa giải thì hoàn toàn không có khái niệm này. Hàng đầu thuật bình thường đương nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng mà hàng đầu thuật lợi hại, muốn hóa giải thì không dễ dàng như vậy. Nếu không cẩn thận, không những không giải được hàng đầu thuật, mà ngay đến người hóa giải bản thân cũng sẽ gặp phiền phức. Kỳ thực là bởi vì hàng đầu thuật biến hóa khôn lường, nếu không phải là người của Lạc Hàng, những người khác rất khó tìm ra căn nguyên. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Chân nhân, thứ lỗi cho tôi hỏi, không biết Hoàng Thanh Vân tiên sinh, chúng phải hàng đầu thuật gì?" Hai hàng lông mày của Hoàng Cao Huy dướn lên, trong ánh mắt nhìn tiêu phàm tràn đầy sự cảnh giác. Thân sắc của Nguyên Thành Tử cũng nghiêm túc, không chút khách khí hỏi. Tiêu cư sĩ làm sao biết Hoàng cư sĩ chúng phải hàng đầu? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói. Từ nét mặt của Hoàng nhị thiếu ra thì có thể nhìn ra, hiện tại nét mặt của Hoàng đại thiếu ra cũng như thế, vậy chẳng phải càng rõ ràng rồi ư. Chỉ kỳ lạ là hai vị công tử nét mặt đều thể hiện rất rõ nhưng trong phủ lại không có bất cứ gì khác thường chắc là bởi vì có nguyên thành chân nhân ở đây theo lý mà nói hàng đầu thuật mà hoàng thanh vân chúng phải rất không tầm thường ngay cả nét mặt của hai người con trai của ông ấy đều thể hiện rõ nét vậy trong hoàng phủ có lẽ tà khí phải ngút trời mới đúng ai ngờ lại im lặng mọi thứ đều như thường xem chừng là thi pháp của nguyên thành tử khiến ác khí của hàng đầu thuật bị giam lại hàng đầu thuật được thể hiện trên tướng mạo của người bị chúng cũng có thời gian hạn chế Phạm nhạc khi lần đầu tiên gặp tiêu phàm, chúng phải hàng đầu thuật đã nhiều năm, huyết độc trong cơ thể đã bị ẩn giấu, ẩn chứ không thể hiện ra bên ngoài, hiển nhiên trên tướng mạo sẽ không có điều gì bất thường rồi. Hoàng Thanh Vân chắc là gần đây bị người khác đánh lén. Nguyên thành tử giật mình kinh hãi, lập tức ngồi thẳng người, quan sát tiêu phàm từ trên xuống dưới, nói. Tiêu cư sĩ không ngờ là người đồng đạo. Chuyện xem tướng coi mệnh, đối với một vị đạo sĩ mà nói, hiển nhiên không có gì lạ. Nguyên thành tử bản thân cũng là cao thủ trong đạo này, nhưng từ tướng mạo của Hoàng Nhị Thiếu ra suy đoán ra Hoàng Thanh Vân chúng phải hàng đầu thuật, thì không phải là cao minh bình thường rồi. Tiêu phàm tướng thuật tinh thông, chỉ e rất ít người có thể sánh được với hắn, chỉ ít Nguyên thành tử tự cho rằng không thể nào có trình độ như vậy. Tuy nhiên tạm thời Nguyên thành tử cũng chỉ là bán tín bán nghi. Ai biết tiêu phàm có thật sự là từ tướng mạo của hai anh em Hoàng Cao Huy và Hoàng Dũng Huy nhìn ra manh mối, hay là bằng cách nào đó biết được chuyện Hoàng Thanh Vân bị trúng hàng đầu, cố ý chạy đến đây giả thần giả quỷ thì sao? Cho dù tiêu phàm nhìn thì rất quang minh lẫm liệt, ánh mắt trong sáng, không giống loại người gian xảo, nhưng lúc nguy cấp này, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cơ khinh xa mỉm cười nói. Nguyên thành chân nhân, nói về trình độ thuật pháp, e là khắp thiên hạ không có mấy người có thể giỏi hơn tiêu phàm. Giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo ngạo khí bên trong nó. Vốn dĩ những điều nói đều là sự thật. Chân nhân, hoàng tiên sinh, nếu thuận tiện, ta muốn đi thăm hoàng phủ quân. Hoàng Cao Huy liền nhìn sang Nguyên Thành tử, đương nhiên mọi chuyện đều phải theo ý của ông ta. Nguyên Thành tử không do dự gì cả, lập tức gật đầu ưng thuận. Được, tôi cũng đang có ý này, Tiêu cư sĩ là cao nhân, chúng tôi mời còn không mời được nữa là. Có lẽ đây chính là cơ duyên của Hoàng Vân đến rồi. Tiêu cư sĩ, mời từ cách xưng hô của Nguyên Thành Tử với Hoàng Thanh Vân, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất mật thiết. Tơ Khinh Sa và Phạm Nhạc đều âm thầm gật đầu. Lão đạo sĩ này quả nhiên là người rất quyết đoán, Tiêu Phàm đều đã ở trong hoàng phủ, lại còn lộ rõ thân phận hàng đầu sư của mình, là bạn hay là thù, đều ở trong ý niệm của hoàng gia. Hoàng gia nếu cứ so đo tính toán, cự tuyệt người từ xa, e là sẽ đắc tội cao nhân. Dù sao Hoàng Thanh Vân đã trúng phải hàng đầu, tình hình nguy kịch chẳng thà rộng lượng chút. Cho dù tiêu phàm không có hảo ý, tệ nhất là không giúp được gì đối với bệnh tình của Hoàng Thanh Vân thì cũng chẳng thể xấu hơn được nữa. chương 460, vị thần tiên 1. Có đại cao thủ như Nguyên Thành Đạo Nhân chấn thủ cũng không cần cẩn thận quá. Ngay lập tức Nguyên Thành Tử Đích Thân dẫn đường, tiêu phàm, cơ khinh xa, phạm nhạc và những người khác đi sát theo sau, đi đến một căn biệt thự khác trong khu nhà. Về phần Phạm Linh và Hoàng Dũng Huy, cũng không cần tham gia vào. Khu nhà này thiết kế rất có nghệ thuật, cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, con đường quanh có khúc khuỷu, đặc biệt là lúc đêm khuya vắng người, trong ánh trăng mờ ảo, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Ngôi biệt thự mà Hoàng Thanh Vân ở, cảnh giới so với nhà khách mà Tiêu Phàm bọn họ ở còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Vài tên vệ sĩ súng đã lên đạn vác trên vai đứng gác ở cửa, hiển nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Phàm và những người khác. Những tên vệ sĩ này, phòng ngừa người thường xâm nhập thì không có vấn đề gì, nhưng muốn phòng bị đại sư thuật pháp, chẳng qua là mơ mộng hão huyền thôi. Lực lượng phòng ngự thực sự, đang nẩn núp trong bóng tối, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Tiêu phàm dựa vào giác quan thứ 6 đảo qua hết một lượt, chỉ ít bên ngoài biệt thự cảm nhận được năm cao thủ trở lên, pháp lực dao động mơ hồ, đều là thuật sư biết về thuật pháp, khí tức rất giống nguyên thành tử, chắc chắn là môn nhân đệ tử của Ngọc Dương Quan. Hoàng Thanh Vân sau khi mắc phải âm mưu của kẻ khác, liền khẩn cấp điều người từ Ngọc Dương quan đến đây. Hàng đầu thuật đương nhiên lợi hại, diễn biến bất thường, nhưng không phải là hoàn toàn không thể phòng bị, đặc biệt là đạo sĩ thuật pháp cao minh hoặc hòa thượng đều có pháp lực để tránh khỏi sự tổn thương của hàng đầu thuật. Đương nhiên, điều này cũng tùy từng người mà khác nhau. Nếu gặp phải là người ngang tầm như siêu cấp đại hàng đầu sư ma cưu đại quốc sư, vậy thì đạo sĩ và hòa thượng cao minh có pháp thuật cao minh đến đâu, đều không dám khoe khoang có trăm phần trăm chắc chắn có thể khiến hàng đầu thuật của đối phương trở nên vô dụng. Chỉ là tu luyện tới thân phận ma cưu đại quốc sư, khắp thiên hạ người đáng để y đích thân ra tay đối phó cũng thật sự không nhiều. Người thực sự có đủ, tư cách, bản thân cũng không phải vừa, tuyệt đối không dễ đối phó. Ngoài những đạo môn cao thủ đang ẩn nấp ở trong bóng tối ra, tiêu phàm còn ở bên ngoài biệt thự cảm nhận được có một pháp trận cực lớn. Dựa vào khí thức của trận đồ này, chắc là cửu cung bát quái trận của toàn chân đạo. Cửu cung bát quái trận là trận thế thường gặp, song nếu là do một người thuật pháp cao thâm bố trận ra, uy lực cực lớn. Cửu cung bát trận này mang theo khí thức của Long Môn Phái, đương nhiên cũng là do Nguyên Thành Tử bày bố, hơn nữa pháp lực dao động cực kỳ mạnh mẽ, dễ thấy là mới được bố trận không lâu trước đó. Tà Pháp yêu thuật bình thường, muốn đột phá cửu cung bát quái trận lớn mạnh để xâm nhập vào bên trong, căn bản là không có khả năng chẳng trách tiêu phàm ở trong khu nhà không cảm thấy khí thức tà ác của hàng đầu thuật, đều là công lao của cửu cung bát quái trận này. Sau khi đi vào trong biệt thự, chân tiêu phàm đột nhiên hơi dừng lại, ngẩng đầu quán sát xung quanh, hai hàng lông mày khẽ trao lại, dường như cảm thấy có điều gì bất thường. Nguyên thành tử cũng dừng bước, bình tĩnh hỏi. Tiêu cư sĩ. Một lát sau, tiêu phàm gật đầu nói rằng. Huyết hàng thuật quả lợi hại. Nguyên thành tử biến sắc, hỏi tiêu cư sĩ có phát hiện gì ư? Tiêu phàm quay đầu nhìn ông ta, nhẹ giọng nói. Chân nhân, cửu cung bát quái trận là chân nhân đích thân bố trận ư? Nguyên thành tử không khỏi thở dài, nói. Tiêu cư sĩ ngay cả điều này cũng nhìn ra rồi. Tiêu phàm này, trẻ tuổi, không những nội công tuyệt đỉnh, mà còn là một cao thủ thuật pháp. Hiện tại xem ra, hắn không ngờ cũng tinh thông vô cùng đối với pháp trận. Quả nhiên là hậu sinh khảo ý, thế hệ mới thắng thế hệ cũ. Chỉ hai từ thiên tài đã không thể nào mà hình dung được. Trong giới thuật pháp từ khi nào đã xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi lợi hại như vậy? Đúng vậy, cửu cung bát quái trận là đại trận đường đường chính chính của đạo môn, uy lực cực mạnh. Dưới sự bao phủ của uy lực pháp trận này, ác khí của huyết độc vẫn lan tỏa khắp nơi, chỉ muốn khuếch tán mở rộng ra ngoài. Huyết hàng thuật này, không ngờ quá tà ác rồi. Hàng đầu sư bình thường đều sẽ không luyện chế ra huyết hàng tà ác đến vậy. Xem ra tên hàng đầu sư thi triển pháp thuật này đã hoàn toàn đi vào con đường tà đạo. Nhưng nếu như vậy, uy lực của hàng đầu thuật tất nhiên sẽ ngày càng mạnh, chẳng lẽ nó một chút cũng không sợ bị cắn trả lại sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói. Cái này dường như rất giống người luyện võ, chỉ biết tấn công không biết phòng thủ, một mực theo đuổi uy lực hại người, nhưng lại không quan tâm phòng ngự bản thân. Một khi gặp phải cao thủ đích thực, hại người không được, bản thân còn bị nguy hiểm. Người lựa chọn cách như vậy thường tính cách rất cố chấp, thậm chí có chút điên khùng. Loại hàng đầu sư thế này, tuy lợi hại nhưng sơ hở của bản thân nhất định có rất nhiều. Nguyên thành tử không kinh ngạc mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vẻ mặt vui mừng nói. Tiêu cư sĩ nói quá đúng, hoàn toàn giống với suy nghĩ của tôi. Tiêu cư sĩ quả nhiên là chuẩn mực của một thế hệ tông sư mới. Tôi đã xem tướng mệnh cho Thanh Vân, tuy trước mắt có khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn có quý nhân tương trợ, gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành thường. Xem ra vị quý nhân này, chính là tiêu cư sĩ rồi. Tiêu cư sĩ, mời. Hoàng phủ quân Thanh Vân Tiên Sinh đã định trước sẽ gặp quý nhân tương trợ, trước mắt xem ra, tình hình rất xấu. Hoàng Thanh Vân nằm ở trên giường, mặc quần áo ngủ. Hóa trang có thể coi là chỉnh tề, nhưng xem một cách tỉ mỉ, thì có thể phát hiện, nhân vật tai to mặt lớn, lãnh đạo giới thương mại trong xã hội người Hoa ở Lạc Gia Thành này, kỳ thực không ngoan ngoãn, nằm đó, mà là bị trói ở trên giường. Trên mặt của Hoàng Thanh Vân, toàn là những đốm đỏ dày đặc. Tình trạng có chút giống với bệnh mề đay, nhưng màu sắc của những đốm nhỏ đậm hơn rất nhiều, rất giống như từng giọt máu tươi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuyên thấu làn da, bắn ra ngoài. Hoàng Thanh Vân ngay cả ở trên giường cũng không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Đôi tay không ngừng nắm chặt rồi lại mở ra, Dường như dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. "Ngứa, ngứa a." À. Hoàng Thanh Vân khàn giọng hét lớn, trên cổ gân xanh nổi lên, dường như không để ý đến nguyên thành tử, Tiêu Phàm và những người khác đang bước vào cửa. Hai người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc áo đạo sĩ, đứng ngay bên giường, sắc mặt đầy bất lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, trói tay chân của Hoàng Thanh Vân chính là để ngăn y gãi ngứa. Sự ngứa ngáy mà loại hàng đầu thuật này mang đến căn bản không phải là sức người có thể ngăn cản được. Chỉ cần đôi tay của Hoàng Thanh Vân được tự do, chỉ sợ trong chốc lát, y sẽ cào nát ra thịt rất thê thảm. Nhân viên hộ lý bình thường nhìn thấy tình trạng như vậy, nào dám ở lại trong phòng này, cho dù có trả thêm nhiều tiền, cũng không có người dám ở đây hầu hạ Hoàng Thanh Vân. Một khi bị hàng đầu thấu dính vào, tiền có nhiều cũng chẳng để làm gì, không sống để mà hưởng thụ. Hai đạo cô này, đương nhiên cũng là môn nhân đệ tử của Nguyên Thành Tử, được đặc biệt điều từ Ngọc Dương quan đến, tu vi không kém. Sư phụ, vừa thấy Nguyên Thành Tử vào cửa, hai đạo cô vội vàng chạy ra đón chào, chắp tay thi lễ. Ánh mắt chỉ nhìn vào tiêu phàm, cơ khinh xa và đám người phạm nhạc. Làm sao đêm hôm khuya khoát, sư phụ dẫn nhiều người lạ vào đây làm gì? Bộ dạng lúc này của Hoàng Thanh Vân, có gì để tham quan chứ? Cha à, cha à, cha đừng có lo hoàng cao huy là một đứa con có hiếu nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cha cũng không để ý đến những thứ khác vội vàng chạy tới quỳ xuống trước giường nắm chắc bàn tay của hoàng thanh vân vội vàng hỏi hai mắt lộ vẻ lo âu ngứa ngứa cao huy gãi một chút gãi cho ta một chút ý thức của hoàng thanh vân rất tỉnh táo vừa nhìn đã nhận ra cao huy lập tức nắm chặt tay con trai gào lên thảm thiết cha à cha hãy cố chịu một chút nước mắt của Hoàng Cao Huy lập tức trào ra, vẻ mặt chất đầy sự đau khổ, nhưng bất luận thế nào cũng không vươn tay ra để gãi cho cha. Rõ ràng đây không phải là biện pháp để giải quyết, chẳng may làm chảy ra, lại bị lây nhiễm, tình hình lại càng gai gâu. Cao Huy, gãi một chút, hãy, hãy gãi chút. Hoàng Thanh Vân đau khổ cầu khẩn. Thanh Vân, Nguyên Thành Tử bước nhanh đến phía trước, khẽ quát một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc, thất thúc, thất thúc, xin thúc đó, hãy gờ yêu ta ít tôi, thật sự không thể chịu được nữa. Hoàng Thanh Vân lập tức liền chuyển sang Nguyên Thành Tử, lớn tiếng cầu khẩn nói, trong đôi mắt có chút máu chảy ra. Thì ra Nguyên Thành Tử cũng là người của Hoàng gia, mà còn là trưởng bối của Hoàng Thanh Vân, chẳng trách tận tâm tận lực với Hoàng gia, thậm chí đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Ngọc Dương Quan điều điều đến Hoàng gia. Nếu không, viên thuốc kia, viên thuốc kia đưa cho cháu uống thêm một viên. Audio điện tử võ tấn bền Chương 461, vị thần tiên hai. Nguyên Thành Tử hai hàng lông mày nhíu chặt, vẫn rất kiên định lắc đầu nói: "Không được, viên thuốc kia đơn thuần là uống rượu độc giải khát, mỗi lần uống thêm một viên, tiềm lực trong cơ thể của cháu sẽ bị tiêu hao thêm một phần. Đến lúc đó, cho dù có giải được hàng đầu này, cháu cũng sẽ trở thành một chiếc vỏ rỗng, càng đau khổ hơn." "Vậy, vậy giotas cháu đi, giotas cháu đi." Hoàng Thanh Vân bỗng nhiên vươn người, hét lớn. Hoàng tiên sinh, đừng lo lắng, biện pháp rồi cũng sẽ nghĩ ra thôi. Tiêu phàm chậm rãi đi đến, chậm rãi nói. N. Ngươi là ai? Suy nghĩ của Hoàng Thanh Vân đang lệch lạc, hung tận nhìn chằm chằm vào tiêu phàm, tức giận la lên. Vốn dĩ là một lãnh đạo trong giới thương mại người Hoa của Lạc Già Thành, Hoàng Thanh Vân là một người rất có phong độ, chỉ là đến lúc này, phong độ hay khí chất gì cũng đều biến mất rồi tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu cong tay lên một tiếng suy nhỏ vang lên một dòng chân khí vô hình bắn ra xuyên vào huyệt thiên trung của hoàng thanh vân hoàng thanh vân liền hừ nhẹ một tiếng toàn thân rung lên tiêu tiên sinh hoàng cao huy kinh ngạc kêu lên nguyên thành tử vội vàng khoát tay ngăn anh ta lại chỉ thấy năm ngón tay tiêu phàm liên tục thay đổi tiếng suy suy không ngừng bên tai từng luồng chân khí vô hình bay ra trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể của Hoàng Thanh Vân. Chỉ một lát sau, đã điểm một lượt 27 đại huyệt toàn thân của Hoàng Thanh Vân. Hoàng Thanh Vân vốn dĩ không ngừng vặn vẹo, dốc sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, lập tức liền im ắng, không thể cử động được. Gân xanh ở trên cổ vẫn nổi lên, rõ ràng sự ngứ ngáy trong cơ thể của ông ta vẫn chưa hoàn toàn được tiêu trừ, chỉ là bị chế huyệt thuật cao minh vô cùng của tiêu phàm khống chế cơ thể, không thể động đậy mà thôi. Lần này, chẳng những nguyên thành tử và hai đạo cô chố mắt đứng nhìn, giống như đang nằm mơ, ngay cả cơ khinh xa, phạm nhạc cũng nhìn nhau ngơ ngác. Nhiều năm làm bạn với tiêu phàm, cũng không biết tiêu phàm giỏi đến thế, quả thực không ngờ đến. Ngay cả thần côn trong truyền thuyết, cách không chế huyệt, cũng vận dụng thành thục như vậy, quả nhiên là tài nghệ như thần. Không phải là đang xem phim truyền hình chứ, lục mạch thần kiếm, phạm nhạc trước giờ im ắng, không kìm tự thầm thì nói đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người tiêu phàm dường như không thèm để ý đến cổ tay lật lên một tấm phù lục màu vàng nổi hiện lên tiêu phàm tay phải niệm chú mồm liên tục đọc trên tấm phù lục vẽ một hình vẽ cổ quái hình vẽ chu xa vốn có ở trên phù lục bỗng trở nên lóng lánh tỏa ánh sáng phật tiêu phàm quát khẽ một tiếng phù lục lóe sáng bay lên trong không trung hóa thành ngọn lửa phút chốc cháy hết một hỗn độn đồ án như máu tươi giữa không trung thoáng hiện ra vừa lóe lên, liền bắn vào trán của Hoàng Thanh Vân, tiếp đó đi vào cơ thể của ông ta rồi biến mất. A! À, Hoàng Thanh Vân như bị sét đánh, dựng thẳng người lên một cách mạnh mẽ. Mười ngón tay xoẹt mở ra, tiếng hàm răng đập vào nhau, cạch cạch vang lên. Cha à! Hoàng Cao Huy vội kêu lên, âm thanh khàn khàn biến điệu. Nhưng ngay sau đó, kỳ tích liền xuất hiện, chỉ nhìn thấy các đốm đỏ trên mặt, cánh tay của Hoàng Thanh Vân bắt đầu dần biến mất. Chỉ có thời gian một tách trà, đã hoàn toàn không còn. Cơ thể co cứng của Hoàng Thanh Vân bỗng dưng giãn ra nằm ở trên giường, mở rộng miệng, không ngừng thở dốc. Những giọt mồ hôi như những hạt đậu toát ra, phút chốc đã làm ướt hết bộ quần áo ngủ. Năm phút trôi qua, Hoàng Thanh Vân đã hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mệt mỏi đã trở nên thần thái sáng lạng, nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy sự cảm kích. "Đa tạ, đa tạ tiên sư cứu tính mạng của ta." "Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngài." cảm ơn ngài. Hoàng Cao Huy kích động hơn, tiến lên phía trước, nắm chắc tay của tiêu phàm nói liên tiếp, nước mắt giàn rụa. Tiêu phàm lại không cao hứng cho lắm, hai hàng lông mày khẽ trao lại, thấp giọng nói. Hoàng thiếu gia, tôi chỉ là tạm thời không chế huyết độc, khiến nó tạm hoãn phát tác, muốn hóa giải triệt để, không đơn giản đâu. Có Hoàng Thanh Vân ở đây, nên tiêu phàm cũng không gọi Hoàng Cao Huy là Hoàng Tiên Sinh nữa, để tránh nhầm lẫn. Tiêu tiên sinh, ngài nhất định có pháp lực, đúng không? Đúng không? Chỉ cần ngài có thể cứu được cha tôi, bất luận điều kiện gì, tôi cũng đều đồng ý, chỉ cần tôi có thể làm được, điều kiện gì cũng được. Hoàng Cao Huy kích động vạn phần, không ngừng nói. Anh ta cũng biết những điều Tiêu Phàm nói là sự thật. Huyết hàng thuật này tà ác như vậy, cho dù Tiêu Phàm có lợi hại đi nữa, cũng không dễ dàng giải quyết được. Song bất luận thế nào, pháp thuật biểu hiện vừa rồi của Tiêu Phàm khiến cho Hoàng Cao Huy nhìn thấy được cơ hội, dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải toàn lực nắm bắt, quyết không buông tay. Không giống với sự kích động của Hoàng Thanh Vân và Hoàng Cao Huy, từ lúc tiêu phàm sử dụng phù lục, Nguyên Thành Tử đã bắt đầu ngẩn người ra, đôi mắt chăm chăm về phía trước, không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng trong phút chốc, trên trán và chóp mũi đã thấm đầy những giọt mồ hôi. Tiêu cư sĩ Không biết thẫn thờ bao nhiêu lâu, Nguyên Thành Tử mới đột nhiên từ hư vô chợt quay lại hiện thực, giọng nói khàn khàn kêu lên một tiếng Nguyên Thành chân nhân, Tiêu cư sĩ, tôi muốn hỏi thăm cậu một người, Chỉ Thủy Tổ sư của vô cực môn Triệu Chỉ Thủy chân nhân và cậu có quan hệ gì? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói: Nguyên Thành chân nhân cũng biết sư phụ của tôi sao? Sư phụ, Chỉ Thủy Tổ sư là sư phụ của cậu. Nguyên Thành tử bất chấp phong độ, kêu lên, hai mắt trợn lớn, sư phụ rất khó có thể tin được. Đúng là gia sư cơ khinh xa mỉm cười nói nguyên thành chân nhân tiêu phàm là truyền nhân y bát của chỉ thủy tổ sư trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn hóa ra là vậy nguyên thành tử ngơ ngác nhìn tiêu phàm một lúc mới thì thào một tiếng khuôn mặt lộ vẻ chợt hiểu ra nguyên thành chân nhân và sư phụ ta quen biết nhau quen biết sao chỉ là quen biết chứ nguyên thành tử chợt cười to tiếng cười vô cùng vui mừng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ông ta không biết suốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, khiến cho một vị đương kim chủ trì chân nhân của Ngọc Dương Quan trước giờ vô cùng uy nghiêm lại có thái độ như vậy. Tiêu chân nhân, năm đó tôi cũng là nhận được đại ân của Chỉ Thủy Tổ sư, lại còn nhận được lão nhân gia đích thân chỉ bảo. Nói ra, có thể coi là nửa phần đệ tử của tổ sư. Nhiều năm qua, luôn nhớ đến ân đức của lão nhân gia, không ngờ lại gặp được đệ tử đích truyền của lão nhân gia ở đây, quả là duyên phận mà. Tiêu chân nhân, Chỉ Thủy Tổ sư lão nhân gia vẫn khỏe chứ. Nói xong, trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, dường như sợ từ miệng tiêu phàm nói ra điều gì không tốt lành. Quả thật chỉ thủy tổ sư tuổi tác quá cao, năm nay chỉ ít là hơn trăm tuổi rồi. Tuy thuật pháp cao thâm, nội lực thâm hậu, nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Đa tạ chân nhân đã quan tâm, sư phụ lão nhân gia vẫn tốt, vẫn đang ngao du bên ngoài chưa về. Ngao du, nguyên thành tử một lần nữa trợn mắt há mồm. Đối với người xuất gia mà nói, Ngao Du Sơn Thủy là điều quá bình thường, nhưng đối với một vị lão nhân trăm tuổi mà nói, Ngao Du lại hơi có chút đặc biệt. Quả không hổ là thần tiên. Kinh ngạc hồi lâu, Nguyên Thành Tử mới nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, khuôn mặt tràn đầy vui mừng và sự ngưỡng mộ. chương 462, Phái Nạp Cát 1 Phù lục của tiêu phàm, tác dụng hết sức rõ ràng. Tuy nhiên trong giây lát, Hoàng Thanh Vân đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua không có được sự cho phép của sư phụ, hai đạo cô ai cũng không dám cởi bỏ trói cho ông ta. Hoàng phủ quân danh Trấn Thành Lạc gia vẫn bị trói trên giường, lấy cái tư thế rất chứng tai gai mắt đối mặt với quý khách. Hoàng Cao Huy liền giống như khẩn cầu nhìn tiêu phàm. Tiêu phàm cười cười, nói. Hoàng đại thiếu, lệnh tôn ít nhất trong vòng một ngày một đêm tới, là hoàn toàn không việc gì. À, tốt lắm, tốt lắm, hai vị tiên cô, xin cởi trói giúp hoàng cao huy không khỏi mừng rỡ lập tức chuyển sang hai đạo cô nói hai gã đạo cô vẫn là nhìn về phía nguyên thành tử sau khi được sư phụ cho phép mới thật cẩn thận cởi trói cho hoàng thanh vân nguyên thành tử thở dài nói một ngày một đêm không việc gì tác dụng của phù lục này của tiêu chân nhân thật lợi hại tiêu chân nhân đối với hàng đầu thuật cũng rất có nghiên cứu sao ông ta điều chế thuốc cho hoàng thanh vân dựa vào kích phát tiềm lực trong cơ thể làm đại giá mỗi lần ăn vào một viên, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì khoảng nửa ngày. Lãnh tụ đàn luân của vô cực môn, quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Tuy nhiên nguyên thành tử phỏng trừng, trong đó còn có một nguyên nhân, chính là bản thân tiêu phàm cũng biết hàng đầu thuật, vì vậy phù lục tế ra như vậy mới có hiệu quả như thế. Tiêu phàm lắc đầu, nói. Đối với hàng đầu thuật, tôi cũng chỉ là nghe thấy mà thôi, trước kia tiếp xúc thật sự ít. Chỉ có điều, bất kể thuật pháp gì, sau khi tác dụng cho nhân thể trung quy vẫn phải liên hệ với bản thân người thụ thuật mới có thể có tác dụng trong mắt ta hoàng tiên sinh là một người bệnh làm thầy thuốc cần phải tìm thuốc đúng bệnh nguyên thành tử vừa nghe lập tức liền ngây dại thì thào nói đúng vậy thật cao kiến tôi tại sao lại không có nghĩ tới phương hướng này chứ kỳ thật tiêu phàm nói đạo lý này cũng không sâu sắc huyền bí nhưng nguyên thành tử ở lâu trong thành lạc già ngày bình thường gặp nhiều hàng đầu sư và hàng đầu thuật, luôn men theo phá giải chi đạo đi suy nghĩ vấn đề, sớm tạo thành một loại xu hướng suy nghĩ nào đó. Tiêu Phàm nói, Nguyên Thành chân Nhân, đạo môn có rất nhiều phương pháp, có thể bài trừ tà mị, chấn áp quỷ. Ngài bất kể là yêu ma quỷ quái quấy phá, hay là hàng đầu thuật vi hoạn, chỉ cần lấy thần lực đạo môn chấn áp là được, hiệu quả rõ ràng như nhau. Giống như sư chất thiên thanh chân nhân của tiêu phàm, cũng là đại đức đạo môn, bởi vì không có sống ở Nam Dương, tiếp xúc đối với hàng đầu thuật không nhiều lắm. Bất kể người bệnh là chúng hàng đầu cũng tốt, là bị ác quỷ quấy phá cũng thế, một mực thi triển đại thần thông chân áp, ngược lại ứng nghiệm như thần. Nguyên thành tử tu vi trên đạo thuật chưa chắc thấp hơn thiên thanh tử. Chỉ là có lối suy nghĩ khác mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là nói chuyện với quân một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm. Nguyên thành tử vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm, liên tiếp gật đầu, cảm thán không thôi bất kể Phật môn hay là đạo gia, đều chú ý ngộ đạo. Tiêu Phàm nói vô cùng đơn giản, đối với Nguyên Thành Tử liền có tác dụng cảnh tỉnh, khiến y trong nháy mắt liền tiến vào trong thiên địa mới trước giờ chưa từng cảm ngộ. Chi nhánh phái Long Môn ở thành Lạc Gia, ngày sau trên phương diện đối phó với hàng đầu thuật, có hiệu quả làm người xem giận líu lưỡi, khiến vô số đại hàng đầu sư đều vô cùng kiêng kỵ, nguyên nhân thực sự liền ngay trong buổi nói chuyện bình thường giữa Nguyên Thành Tử và Tiêu Chân Nhân này cha con Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy, luôn luôn cung kính đứng ở bên cạnh, nghe hai người đối thoại. Cho đến Nguyên Thành Tử cảm thán, Hoàng Thanh Vân rốt cục mới nhận một cơ hội, cúi người chào thật sâu với Tiêu Phàm, cảm kích không ngừng nói, đa tạ Tiêu chân nhân ân cứu mạng. Tiêu Phàm vội vàng giơ tay đỡ, mỉm cười nói: "Hoàng tiên sinh, ân cứu mạng chưa nói tới, huyết độc trong cơ thể Hoàng tiên sinh chỉ là tạm thời bị áp chế, phải hoàn toàn loại trừ ra bên ngoài cơ thể, còn phải nghĩ cách khác." Hoàng Thanh Vân vội vàng nói: "Xin Tiêu chân nhân rủ lòng từ bi." Mặc dù tối nay vẫn là lần đầu gặp mặt với Tiêu Phàm, nhưng sau khi thấy Tiêu Phàm xuất thần nhập hóa đại thần thông, Hoàng Thanh Vân đối với Tiêu Phàm sớm bội phục sát đất. Vốn sớm tuyệt vọng, hiện tại lại không khỏi phơi phới, dấy lên hy vọng mới. http2.gạch chéo gạch chéo net gạch chéo Xem ra vị Tiêu tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện này thật sự rất có thể là quý nhân định mệnh của ông ta. Nguyên thành tử cũng ở một bên nói: "Tiêu chân nhân, quý giáo cũng là một nhánh của đạo môn, hơn nữa là lãnh tụ thuật pháp. Chỉ cần Tiêu chân nhân đồng ý ra tay, chẳng những hoàng gia từ nay về sau đối với Tiêu chân nhân mang ơn, cho dù là ngọc dương quan chúng tôi, chỉ cần Tiêu chân nhân cần dùng đến, cũng cam tâm làm vì Tiêu chân nhân." Nguyên thành tử sở dĩ nói khiêm cung khách khí như vậy, một mặt, bởi vì ông ta cũng là người hoàng gia là thất thúc của Hoàng Thanh Vân. Mặt khác, lại là biết được thân phận trưởng giáo đương đại vô cực môn của Tiêu Phàm, Nguyên Thành Tử quyết định kết giao với Tiêu Phàm. Nếu như nói lúc trước khi nhận sự dạy bảo của chỉ thủy tổ sư, Nguyên Thành Tử tuổi còn rất trẻ, kiến thức tầm mắt đều đều không thể đánh đồng với hiện tại, thân phận cũng không phải chân nhân chủ trì Ngọc Dương Quan, không nhìn xa được như vậy. Lần này, chính mắt thấy được năng lực của Tiêu Phàm, Nguyên Thành Tử đối với truyền thừa vô cực, lại càng vô cùng ngưỡng mộ bản thân ông ta tuổi tác đã cao, đã không có ý tưởng tiến thêm một bước trên đạo Pháp rồi. Nhưng Ngọc Dương Quan có mấy vị vãn bối tiềm lực rất lớn, nếu như có thể nhận được chỉ điểm của tiêu phàm, tương lai thành tựu không thể đo lường. Có lẽ có hy vọng rất lớn khiến Ngọc Dương Quan càng thêm phát dương quang đại, phóng một tia sáng kỳ dị cho chi nhánh ở hải ngoại của Long Môn Phái. Đương nhiên, vô cực môn chưa bao giờ cho là mình chính là truyền thừa đạo môn, điểm này, Nguyên Thành Tử cũng không phải rõ ràng như vậy. Chỉ là chi tiết nhỏ như vậy, bản thân Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý, càng sẽ không mở miệng chỉnh sửa. Nguyên Thành Chân Nhân, Hoàng Tiên Sinh, ta muốn trước tiên tìm hiểu một chút ngọn nguồn của sự tình lần này. Tiêu Phàm không có lập tức đáp ứng, ngược lại có ý đinh, truy cứu ngọn nguồn, một phen. Đương nhiên, đương nhiên, Tiêu Chân Nhân không hỏi, ta cũng sẽ báo. Không đợi Nguyên Thành tử mở miệng, Hoàng Thanh Vân trực tiếp tiếp lời cao huy còn không mời các quý khách ngồi xuống à dạ dạ tiêu chân nhân mời ngồi thất thúc công mời ngồi từ lúc tiêu phàm vào cửa trong phòng liền lộn xộn cho đến hiện tại mới xem như rõ ràng hoàng cao huy như mới tỉnh mộng liên tiếp mời quý khách ngồi lại tự mình bưng trà rót nước hai đạo cô cũng là thông minh ở một bên hiệp trợ ai nha không dối gạt tiêu chân nhân tôi hoàng thanh vân ở thành lạc già cũng coi như có chút thanh danh thác tổ tông phúc kế thừa chút gia sản xây cầu làm đường, quyên tặng công ích, không dám keo kiệt. Cũng không ngờ rằng, gần đến tuổi già, lại bị người ta đánh lén, chịu đau đớn lớn như vậy. Đợi sau khi đám người Tiêu phàm ngồi xuống, Hoàng Thanh Vân mới cáo một tiếng tội, cũng ngồi xuống, thở dài, bắt đầu nói về cảnh ngộ của mình. Dựa theo sự miêu tả của Hoàng Thanh Vân, mười mấy ngày trước ông ta bị người ta đánh lén. Vừa mới từ thủ đô nước Đan Mạn trở về, ngồi chuyến bay nửa đêm trở về thành Lạc Gia, Rời khỏi sân bay chưa tiến vào nội thành, liền trúng hàng đầu. Cơ khinh xa hai hàng lông mày nhẹ trao lại, hỏi. Hoàng tiên sinh, bên người ngài không có người bảo vệ sao? Đương nhiên, cơ khinh xa hỏi không phải là vệ sĩ bình thường, mà là hàng đầu sư. Thông thường, giống Hoàng Thanh Vân một thân gia đại phú hào như vậy, lại đang cùng Phạm Anh tranh đấu khó hòa giải, đi ra bên ngoài, đều phải tuyển hàng đầu sư đi theo bảo hộ. Dựa vào quan hệ của Hoàng Thanh Vân và Nguyên Thành Tử ông ta mời các đạo sĩ của ngọc dương quan đến bảo vệ mình cũng rất thuận lý thành trương có hoàng thanh vân vội vàng gật gật đầu với cơ khinh sa nói giống như cơ khinh sa dự đoán bên người hoàng thanh vân quả thật có hàng đầu sư đi theo bảo hộ từ sau khi cùng với phạm gia cạnh tranh trở nên càng ngày càng kịch liệt dưới sự nhắc nhở của bằng hữu hoàng thanh vân đặc biệt mời một vị hàng đầu sư của phái nạp cát bảo vệ mình hoàng thanh vân vốn là muốn mời đạo sĩ của ngọc dương quan đi theo nhưng Nguyên Thành Tử lại cảm thấy không ổn. Tuy rằng Nguyên Thành Tử vốn là thất thúc của Hoàng Thanh Vân, nhưng Ngọc Dương Quan cũng không phải thuộc tài sản riêng của Hoàng gia, mà là ký thác tinh thần của tất cả người Hoa ở Thành Lạc Gia. Các đạo trường của Ngọc Dương Quan trong xã hội người Hoa ở Thành Lạc Gia, thân phận cao quý. Cho dù là Hoàng Thanh Vân, cũng còn không có tư cách kia, thuê, đạo nhân của Ngọc Dương Quan làm vệ sĩ tùy thân. chương 463, Phái Nạp Cát 2 Phạm gia cũng là một trong bốn đại gia tộc người Hoa, Nguyên Thành Tử nếu như đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng Thanh Vân, đệ tử môn nhân đi theo bảo hộ cho gia trưởng của Hoàng gia. Phạm anh nếu như liên hợp với hai đại gia tộc khác cùng tiến lên cửa, vấn tội, Nguyên Thành Tử cũng không dễ trả lời. Nếu Phạm gia, Ngụy gia, Nhiễm gia đều dập khuôn máy móc, yêu cầu Ngọc Dương Quan phái người bảo hộ bọn họ, Ngọc Dương Quan sẽ biến thành trung tâm huấn luyện vệ sĩ. Đương nhiên, Hoàng Thanh Vân sau khi bị người đánh lén, chúng hàng đầu Nguyên thành tử và đệ tử môn nhân của Ngọc Dương Quan liền khẩn cấp xuất động, bảo hộ toàn bộ hoàng gia. Trái lại là chuyện có thể lý giải, bất cứ ai cũng đều không thể nói cái gì. Gia tộc khác nếu như gặp phải chuyện như vậy, nguyên thành tử cũng sẽ xử trí như thế. Hàng đầu sư của Nạp Cát phái ư? Tiêu Phàm hỏi lại một câu. Đúng vậy, Tiêu chân nhân, Nạp Cát phái là một trong trường phái hàng đầu lớn nhất bang Lạc gia. Trước khi bất cổ phái nổi lên, nạp cát phái là phái hàng đầu thứ nhất. Cho dù là hiện tại, thanh thế của nạp cát phái cũng không dưới bất cổ phái. Hoàng Thanh Vân vội vàng đáp, rất cẩn thận tránh để không có bất kỳ lời nói bất kính nào đối với bất cổ phái. Dù sao, bất cổ phái tốc độ nổi lên nhanh, cùng một nhịp thở với đại quốc sư ma cưu. Hoàng Thanh Vân là người hoa, đồng thời cũng là quốc tịch đan mạn. bất kỳ một người đan mạn bình thường nào cũng không dám có chút ý bất kính đối với đại quốc sư Ma Cưu. Cơ khinh xa lại nói. Hiện tại xem ra, vị hàng đầu sư Duy Đa này, tiêu chuẩn không cao A. Hoàng Thanh Vân gật gật đầu, nói. Ta đã đem tin tức Duy Đa gặp nạn báo cho hàng đầu sư tiền bối của, nạp cát phái, trước mắt đại hàng đầu sư chủ trì sự vụ ngày thường nói, sẽ phái người tới tìm hiểu tình hình. Nguyên Thành Tử giải thích với tiêu phàm, nói giáo chủ của, nạp cát phái, đại hàng đầu sư Tô Nam với ta có mấy phần giao tình, đối với người Hoa cũng khá hữu hảo. Phỏng trừng đây cũng là nguyên nhân Hoàng Thanh Vân mời hàng đầu sư của, nạp cát phái, hộ giá hộ hàng cho mình. Tiêu phàm tay trái khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi. Vị đại hàng đầu sư Tô Nam này, là nhân vật như thế nào? Tô Nam là một trong đại hàng đầu sư cấp cao nhất nước Đan Mạn, năm nay vẫn chưa tới 60 tuổi. Trước đây ít năm liền có tin tức truyền tới, nói đại quốc sư Ma Cư tuổi đã cao, có khả năng phải thoái vị, Tôn Nam là hàng đầu sư có hy vọng tiếp nhận vị trí đại quốc sư nhất. Nạp cát phái, trong lịch sử từng xuất hiện hai vị đại quốc sư. Trong đó một vị chính là sư phụ của Tôn Nam, tiền nhiệm của đại quốc sư Ma Cư. Tuy nhiên thời điểm đảm nhiệm đại quốc sư, tuổi tác đã cao, ở trên vị trí đại quốc sư không đến 5 năm, liền chủ động thoái vị, tặng cho Ma Cư. Thoái vị không bao lâu liền cưỡi hạc quy thiên rồi. Nguyên Thành Tử nói, nạp cát phái ở nước Đan Mạn được xem là trường phái khá ôn hòa. Hàng đầu thuật tu luyện tương đối mà nói, là chính phái một chút, tà khí không phải nặng như vậy. Tiền bối của nạp cát phái và tiền bối của Ngọc Dương Quan chúng ta vẫn luôn có kết giao. Ta cũng có lui tới với Tô Nam, thỉnh thoảng còn có thể nghiên cứu thảo luận một ít tâm đắc trên thuật pháp. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hỏi. Hoàng tiên sinh, biết đối phương là ai không không biết hoàng thanh vân lắc đầu nói hoàng cao huy lại tức giận nói còn có thể là ai nhất định là phạm anh người này tâm thuật bất chính một lòng một giả chỉ biết hại người đối với anh chị em họ nhà mình đều có thể hạ thủ ác như vậy còn có chuyện gì gã không làm được chứ nguyên thành tử lại hai hàng lông mày nhíu lại lắc lắc đầu nói phạm anh mặc dù có động cơ như vậy nhưng theo lý thuyết Công lực của gã không thâm hậu như vậy, Duy Đa cũng không phải là người hạng hời hợt, cũng được xem là nhân tài mới xuất hiện của Nạp Cát phái. Giao thủ với người như thế, một khắc đồng hồ đều không có chống đỡ được, liền đi đời nhà ma. Phạm Anh chẳng qua chỉ là trước đây ít năm mới thay đổi giữa chừng, học hàng đầu thuật. Chỉ trong mấy năm trời, pháp thuật của gã đã lợi hại như vậy sao? Đối với vị thúc tổ này, Hoàng Cao Huy hiển nhiên hết sức kính trọng, thậm chí là kính sợ lúc này khúm núm, không dám mở miệng nói lần nữa. Cơ khinh xa ngẫm nghĩ một chút, nói. Nguyên thành chân nhân, có thể có khả năng sau lưng Phạm Anh có trưởng bối sư môn xuất thủ tương trợ không? Nguyên thành tử gật gật đầu, nói. Tôi cũng cẩn thận phân tích qua, loại khả năng này rất lớn. Di người này, tính tình nóng nảy sao động, vô cùng bao che khuyết điểm. Mấy năm nay, y trên danh nghĩa là ở chấn thủ trang viên Ma Cưu, thực tế đa số thời gian là sống ở trong thành. Phạm Anh đối với y vô cùng nịnh hót, trong cuộc sống chiếu cố rất cẩn thận. Y gần như biến Phạm Anh thành, đả thủ riêng, của y rồi. Nếu như là Gino đích thân ra tay, Duy Đa ngăn cản không nổi, thật ra lại hợp tình tình lý. Vừa nhắc tới tên của Gino, hai cha con Hoàng Thanh Vân và Hoàng Cao Huy sắc mặt đại biến, liếc nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương đọc được nồng nặc ý sợ hãi. Ở giới hàng đầu, Gino và Phạm Anh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, Phạm Anh chỉ tiệm lộ cao chót vót ở trong hàng đầu sư người Hoa, khoảng cách đại hàng đầu sư, cái cấp bậc này còn rất xa. Sino lại đủ để đứng vào hàng ngũ đại hàng đầu sư nhất đẳng. Riêng là đệ tử thân truyền của Đại quốc Sư Ma Cưu, người phụ trách sự vụ ngày thường của bất cổ phái, danh hiệu, như vậy đã không phải là nhỏ rồi. Cha con Hoàng thị không phải là không có đoán như vậy, chỉ có điều thiếu chứng cứ, không dám tuyên bố ra miệng thôi. Hơn nữa cho dù bọn họ có đầy đủ căn cứ chính xác, chứng minh đúng là Zino tự mình ra tay thì cũng không cách nào khả thi. Cho dù là Ngọc Dương Quan cũng không dám dễ dàng sinh hấn với Zino. Có lẽ dựa vào lực của Ngọc Dương Quan, một Zino lại không đủ sợ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Đại Quốc Sư Ma cưu đứng sau lưng Zino, bất kể là ai đều sẽ biến mất hùng tâm, anh hùng khí đoản. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ đối phương là ai ra tay, việc cấp bách chúng ta là muốn trước tiên giúp hoàng tiên sinh chữa khỏi bệnh hoàng cao huy nghe vậy lập tức khom người thật sâu với tiêu phàm lại dài đến đất loại ân đức trời cao đất rộng này đã không cần lấy ngôn ngữ đến cảm tạ tóm lại chỉ cần tiêu phàm sau này có chỉ bảo gì hoàng gia nhất định toàn lực ứng phó nguyên thành tử vui mừng nói tiêu chân nhân có cách loại trừ huyết hàng trong cơ thể thanh vân trước đó không lâu thử qua một lần may mắn thành công hiện tại cũng có thể thử một lần nữa Hoàng tiên sinh, xem mạch. Hoàng Thanh Vân vội vàng cuồn ống tay áo ngủ lên, đưa cánh tay duỗi đến trước mặt tiêu phàm. Trước đó không lâu, trên làn da ông ta ló an pha lồ bên ngoài vẫn hiện đầy chấm vết máu, hiện giờ lại bóng loáng trắng nõn, nhìn không ra nửa phần bóng dáng. Tiêu phàm duỗi ngón tay ra, đặt lên trên mạch cổ tay của ông ta. Trong phòng lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào tiêu phàm, ai cũng không dám hé răng một lát tiêu phàm chậm rãi gật đầu lại đổi lại cổ tay trái ước chừng mất thời gian uống một chén trà qua đi tiêu phàm liền thu ngón tay trở về tiêu tiên sinh như thế nào hoàng cao huy khẩn cấp hỏi han vẻ mặt ân cần tiêu phàm trầm ngâm nói từ tình hình của yêu vật trong cơ thể hoàng tiên sinh để xem hàng đầu sư xuất thủ lần này và hàng đầu sư ra tay hại phạm nhạc hẳn là đều cùng một người hơi thở của hai người vô cùng giống nhau chỉ có sự khác biệt về công lực sâu cạn mà thôi căn nguyên gần như là giống nhau là phạm anh hoàng cao huy ồn ào đã có y đi theo bảo hộ hoàng thanh vân vẫn trúng chiêu cơ khinh xa lời này không tính là oan uổng duy đa hoàng thanh vân không khỏi cười khổ nói cơ tiểu thư sư phụ duy đa đã tận lực ngài ấy ngài ấy trong lúc đấu pháp đã lên thiên đường rồi cơ khinh xa không khỏi ngạc nhiên nói như thế vị hàng đầu sư duy đa này, tiêu chuẩn tuy rằng không cao, đạo đức nghề nghiệp cũng là nhất đẳng, lại vì bảo hộ ông chủ mà chết trận. Nếu như vậy, thật khiến người ta trong lòng thêm mấy phần kinh ý. Hàng đầu sư đấu pháp, động một chút liền quyết thắng thua phán sinh tử, quả thực đặc biệt hung hiểm. Nếu như là nói như vậy, nạp cát phái chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Phạm Nhạc ở một bên trên lời hỏi. Đối với hàng đầu của nạp cát phái, anh ta cũng đã được nghe nói. Đây là một phái hàng đầu thuật khổng lồ, nội tình hùng hậu hơn so với bất cổ phái mới nổi lên gần đây nhiều lắm. Ngay cả bất cổ phái có được đại quốc sư Ma Cưu, một đại hàng đầu sư thiên tài như vậy, nạp cát phái cũng không phải để mặc cho người ta uốn nắn. chương 464, kỳ chính cửu cung bát quái trận. Hàng đầu sư hải Phạm Nhạc đã xác định là Phạm Anh. Hẳn là gã. Tiêu phàm khẳng định nói. Nguyên thành tử không khỏi vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm, kinh ngạc nói. Phạm anh này, không ngờ đã lợi hại đến như vậy sao? Dường như có chút khó có thể tin. Tiêu Phạm cười cười, nói. Nguyên thành chân nhân, gia hại Hoàng Tiên Sinh và g i chết Duy Đa cũng không nhất định đều là một người. Có lẽ là hai người đồng loạt ra tay, một người đối phó Duy Đa, một người khác thì nhân cơ hội hạ hàng đầu với Hoàng Tiên Sinh. Đúng vậy, rất có thể. Chân tướng chính là như vậy. Nguyên Thành Tử bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Dưới yêu cầu của Phạm Anh, Gino rất có thể cùng với Phạm Anh đồng loạt ra tay. Dựa vào khả năng của Gino, muốn đối phó với một vãn bối của Nạp Cát phái, cho dù vãn bối này là nhân tài mới xuất hiện của Nạp Cát phái, khó khăn cũng sẽ không quá lớn." Hoàng Thanh Vân không có hàng đầu sư bảo hộ, ở trước mặt Phạm Anh liền giống như trẻ con, không chút lực kháng cự. "Tiêu tiên sinh, nếu ngài có thể giúp đỡ Phạm Nhạc Phạm tiên sinh giải trừ hàng đầu" Khẳng định cũng có thể giúp cha tôi giải hết, có phải hay không?" Hoàng Cao Huy đầy cõi lòng chờ mong hỏi Han. "Đều là hàng đầu cùng một người hạ, đều là huyết hàng thuật, trên lý luận hẳn là hoàn toàn không có vấn đề." Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, nói: "Ta có thể thử xem, tuy nhiên phải mời Nguyên Thành chân nhân tương trợ." Nguyên Thành Tử vội tức nói: "Tiêu chân nhân cứ việc phân phó, Ngọc Dương quan đều nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Tiêu chân nhân." Đây cũng là bởi vì danh hiệu của trưởng giáo đương đại vô cực môn quá mức kinh người, Nguyên Thành Tử mới nói như vậy. Là một nhánh của đạo môn, nghe theo hiệu lệnh của trưởng giáo vô cực môn, cũng không có gì có lỗi. Dường như hết thảy đều là đương nhiên như vậy, tiêu phàm đánh giá một phen, nói. t r u i e n c u a t u i n e t Tuy rằng tôi suy đoán lần này cũng là Phạm Anh ra tay, nhưng mấy năm trước Phạm Anh chẳng qua chỉ là hàng đầu sư sơ cấp vừa mới nhập môn không bao lâu, công lực bình thường. Hiện giờ đã qua nhiều năm, công lực của Phạm Anh khẳng định thâm hậu hơn trước kia rất nhiều. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn muốn mời chân nhân ở trong này bố trí một kỳ môn cửu cung bát quái trận. Kỳ chính hỗ trợ, chấn áp hoàn toàn nơi này, như vậy mới có thể thêm mấy phần nắm chắc, khiến huyết hàng trong cơ thể Hoàng Tiên Sinh không chỗ có thể trốn. Nguyên thành tử đôi mày xám trắng nhớn lên, vẻ mặt kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nói. Tiêu chân nhân, người muốn thu phục huyết hàng này, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói. Quả thật có ý tứ này, ta muốn nghiên cứu một chút. Đây cũng không phải Tiêu Phàm tâm huyết dân trào, cũng không phải hắn, học cứu khí, phát tác, cái gì cũng đều muốn nghiên cứu một phen. Mấu chốt vẫn là nguyên nhân nhắm về phía, đồ tôn đích truyền của ma cưu, đấy. Phạm Anh cố nhiên không phải đại hàng đầu sư lợi hại, so sánh với đại quốc sư ma cưu, kém xa vạn dặm. Dù sao gã là đệ tử đích truyền chính thức của đại quốc sư ma cưu, song phương ở trên thuật pháp, là nhất mạch tương thừa. Muốn lấy, xích viêm thảo, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ có một trận chiến với ma cưu. Như vậy tiến hành xâm nhập nghiên cứu đối với hàng đầu thuật của ma cưu và cả, bất cổ phái, là vô cùng tất yếu. Cái gọi là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu không phải phải làm đến tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, như vậy có một cửu cung bát quái trận được bố trí dưới đất biệt thự, cũng tương đối đủ dùng. Điều này... Chỉ sợ không dễ dàng đâu. Nhận thức đối với hàng đầu thuật, Nguyên Thành Tử không thể nghi ngờ là ở trên tiêu phàm. Dựa vào truyền thừa đạo thuật Long Môn Phái, nếu thật muốn chân áp huyết hàng, không phải là không có hy vọng thành công. Mấu chốt là phải làm thế nào tách huyết hàng từ trong cơ thể Hoàng Thanh Vân ra ngoài, nếu không thì có thể ngọc nát đá tan. Đồng thời với chân áp huyết hàng, thương tổn nghiêm trọng đến thân thể của Hoàng Thanh Vân. Thật giống như xạ trị hóa trị của Tây y vậy. Giota s người 10.000 tự tổn 8.000. Giota s chết tế bào ung thư rồi, tế bào tốt khác cũng bị Giota ít không ít. Mà hiện tại, nghe ý tứ này của tiêu phàm, chẳng những có thể dụ dỗ huyết hàng từ trong cơ thể Hoàng Thanh Vân đi ra, hơn nữa còn có thể thu phục. Không phải Giota ít chết, mà là nuôi dưỡng để nghiên cứu. Loại tình hình này, Nguyên Thành từ trước kia không cần nói đến chưa từng nghe qua, cho dù là nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy. Tiêu chân nhân, hàng đầu thuật rất tà huống chi phạm anh lại không phải đi đường thẳng nguyên thành tử không kìm nổi nhắc nhở một câu có câu ngạn ngữ nói là dưỡng hổ di hoạn nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà tiêu chân nhân ngươi không cần chơi khác người đến lúc đó không dễ thu thập ngược lại bị hại tiêu phàm cười cười nói nguyên thành chân nhân đừng lo ta cũng chỉ là muốn làm một loại thử nghiệm có kỳ chính cửu cung bát quái trận chấn áp cho dù lỡ tay thứ này cũng trốn không thoát nếu muốn gỡ yêu ta ít chết nó, vẫn là có thể làm được đấy. Đương nhiên, người không liên can nên tránh đi, miễn cho gặp vạ lây. Nguyên thành tử cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy tiêu phàm nói như vậy, cũng có vài phần đạo lý. Bất kể nói thế nào, chỉ cần tiêu phàm có thể dụ dỗ huyết hàng từ trong cơ thể Hoàng Thanh Vân đi ra, ông ta liền có trên 9 phần nắm chắc chân áp được. Được, vậy sẽ theo lời tiêu chân nhân nói. Nguyên thành chân nhân và các đệ tử liên can làm việc hiệu suất cao, cũng nằm ngoài dữ liệu của tiêu phàm. Một kỳ môn cửu cung bát quái trận nhỏ, lấy phòng ngủ của Hoàng Thanh Vân làm trung tâm, chưa tới một canh giờ, liền bố trí xong xuôi. Năm tên đệ tử đắc ý của Nguyên Thành Tử ẩn núp trong bóng tối đều được gọi lại, cộng thêm bản thân ông ta, đích thân động thủ, động tác cực nhanh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, pháp khí bày trận của bọn họ đều là có sẵn, không cần tế luyện một lần nữa. Nguyên Thành Tử giải thích với Tiêu phàm là vì lúc trước có cùng loại ý tưởng, sợ một đại trận trấn áp không được tà mị khí của huyết hàng, làm thêm một chuẩn bị phụ trợ trận pháp. Không ngờ thật đúng là có công dụng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này tiêu phàm cũng không có nhàn rỗi. Nguyên thành chân nhân đốc suốt các đệ tử bày trận ở bên trong phòng, hắn lại lòng vòng quanh căn biệt thự tiếp khách mà mình ở kia, suốt một canh giờ, cũng không biết hắn đang làm những gì. Chỉ có nguyên thành tử mới mơ hồ ở biệt thự bên kia cảm nhận được một tia dao động trận pháp như có như không phòng trừng tiêu phàm cũng đang áp dụng thi triển phòng ngự nhất định tại chỗ ở của mình thật ra là hợp tình hợp lý hành vi hiện tại của tiêu phàm trên thực tế tương đương đã là đối địch với bất cổ phái dưới tình hình ma cưu đại quốc sư đã trở về bang lạc già tự mình chấn thủ trang viên ma cưu cẩn thận một chút tuyệt đối không có chỗ xấu phòng ngủ của hoàng thanh vân trở nên đề phòng nghiêm khắc trong phòng ngủ dụng cụ gia đình đều bị đem qua một bên để chống vị trí trung gian Hoàng Thanh Vân khoanh chân ngồi ở giữa, tiêu phàm ngồi đối diện với ông ta, Nguyên Thành Tử và cơ khinh xa chia nhau ngồi ở hai góc. Những người khác đều không thấy bóng dáng. Mấy tên đệ tử của Nguyên Thành Tử vẫn ở bên ngoài phụ trách cảnh giới, đồng thời thủ hộ hai đại trận, phòng ngừa thời khắc mấu chốt có người quấy rối. Tiêu phàm vẫn là áo hoa, quần đùi cộc, chân đi một đôi giày da, khoanh chân ngồi đối diện với Hoàng Thanh Vân cũng là bảo tướng trang nghiêm, cũng không bởi vì loại trang phục phong cách này của tiêu phàm mà bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Càn khôn đỉnh, màu đỏ ở trước mặt tiêu phàm thế lên. Một giọt huyết trâu từ trong đỉnh nhỏ xuống, chỉ chốc lát, mùi máu tanh vô cùng nồng đậm tràn ngập bên trong. Cơ khinh xa không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của tiêu phàm, trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Cùng loại tình hình, không lâu cô vừa mới trải qua một lần, nhưng huyết hàng trong cơ thể phạm nhạc là hạ từ nhiều năm trước khi đó Phạm Anh vẫn là hàng đầu sư sơ cấp vừa nhập môn không bao lâu, vì thế uy lực của hàng đầu hạ hữu hạn. Hiện giờ đã nhiều năm, tu vi của Phạm Anh hẳn là tăng trưởng không ít. Theo tình huống Hoàng Thanh Vân bị dày vò đâu đớn có thể nhìn ra được, uy lực huyết hàng đại tăng. Tiêu Phạm vì rằng thuật pháp cao thâm, dù sao trước đây không có chút quen biết với hàng đầu thuật hàng đầu sư, khả năng lỡ tay chẳng những có, hơn nữa tương đối cao lỡ tay khi giải thuật thường thường nguy hiểm hơn so với lỡ tay khi thi thuật. Nguyên thành tử cũng là thần sắc nghiêm túc, hai tay khép trong tay áo, âm thầm nắm tấm phù lục, chỉ cần nhất thời xảy ra ngoài ý muốn, lập tức đem phù lục đã tế ra, chấn áp yêu vật. Khiến người không ngờ chính là, lúc này dụ dỗ huyết hàng không ngờ vô cùng thuận lợi, không có phiền toái như lúc giải huyết hàng cho phạm nhạc. chương 465, Quỷ ảnh Khi trong, càn khôn đỉnh, bay ra mùi máu tanh nồng đậm tới mức độ nhất định, Hoàng Thanh Vân trên trán lóe máu, một mặt quỷ ướt át đỏ tươi, từ trong cơ thể ông ta dần dần dò xét đi ra, ngưng tụ thành hình trên không trung, một đôi mắt huyết sắc chặt chẽ nhìn thẳng, càn khôn đỉnh trước mặt Tiêu Phàm. Trên mặt quỷ lộ ra ý tham lam nhân cách hóa, dường như bên trong càn khôn đỉnh có một vật nào đó đối với nó có lực hấp dẫn lớn. Trong mắt Nguyên Thành Tử lóe lên một chút kinh ngạc. Không ngờ vô cực môn còn có pháp khí như vậy, có thể dễ dàng dụ dỗ loại hàng đầu nhập trong cơ thể đi ra, đây quả thực là thần khí chuyên môn khắc chế hàng đầu thuật mắt thấy yêu vật nhanh như vậy đã bị dụ ra ngoài cơ khinh xa cũng cảm thấy kinh ngạc nghĩ lại lập tức giật mình lúc trước giải hàng cho phạm nhạc phí sức như vậy mấu chốt ở chỗ hàng đầu thuật đã quấy dày trong cơ thể anh ta trong thời gian quá dài thậm chí đã biến thành một bộ phận của thân thể anh ta muốn dụ đi ra khó khăn đương nhiên phải lớn mấy năm nay phạm anh vì theo đuổi uy lực của hàng đầu thuật đã một mực chuyên tâm uy lực của huyết hàng đã tăng trưởng không ít. Đồng thời với việc đó, lại cũng có chỗ thiếu sót không nhỏ. Nói thí dụ như, định lực của yêu vật không đủ, có lẽ chính là một trong chỗ thiếu sót. Tiêu phàm ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn mặt quỷ màu đỏ kia, bốn mắt nhìn nhau. Mặt quỷ bỗng nhiên mạnh mẽ co rụt lại về phía sau, tựa hồ đối với tiêu phàm tràn đầy ý sợ hãi, băn khoăn không dám đi lên phía trước. Cơ khinh xa hai hàng lông mày lại là dương lên, chẳng lẽ quỷ vật này đã thông linh, có thể cảm giác được thuần dương trí bảo của gương thiên cương mà tiêu phàm mang trên người là khắc tinh của tất cả quỷ vật tà mị. Tiêu phàm sắc mặt không thay đổi, miệng lẩm bẩm khi máu tanh bay ra từ trong, càng khôn đỉnh càng thêm nồng đậm. Lại rằng có một lát, quỷ vật rốt cục không chống chịu được hấp dẫn, một tiếng quỷ kêu sắc bén, mạnh mẽ đánh tới, càng khôn đỉnh, mở miệng lớn dính máu ra, hùng hổ muốn một ngụm nuốt chừng, càng khôn đỉnh, can khôn đỉnh, ánh sáng rực rỡ như bông hoa đại phóng ra, một hỗn độn đồ án đỏ tươi hiện lên, trong giây lát liền biến ảo thành một tấm lưới lớn, quay đầu bao vây quỷ vật vào bên trong. Quỷ vật kinh hãi, lập tức trở nên không ngừng cuồng bạo, liều mạng vặn vẹo dẫy giụa, muốn tránh thoát trói buộc của huyết lưới, tiếng quỷ kêu thê lương, đâm vào lòng người từng đợt ớn lạnh. Mắt thấy huyết lưới bắn ra từ trong, càn khôn đỉnh, bắt đầu vặn vẹo biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể để cho quỷ vật thoát ra ngoài, Nguyên thành tử hai hàng lông mày cao có, liền nghĩ phải lấy phù lục đã tế ở trong tay ra, trợ giúp tiêu phàm một tay. Tật, chỉ nghe một tiếng hét lớn, năm ngón tay phải của tiêu phàm biến thành móng hổ, mạnh mẽ chộp tới phía trước. Giữa không chung, hiện lên một bàn tay to đỏ như máu, hung hăng chộp về phía quỷ vật đang bạt mạng dẫy ruộa Quỷ vật dường như biết sự lợi hại của bàn tay này, lại là một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên lùi bước. Kết quả lưới huyết lại một lần nữa sáng rực lên, bao vây lấy quỷ vật cùng đường chợt kéo vào bên trong càn khôn đỉnh tiếng quỷ kêu đột nhiên dừng lại toàn bộ phòng ngủ lập tức trở nên an tĩnh đến cực điểm phù phù một tiếng hoàng thanh vân ngồi xếp bằng té ngã ra đất vẫn không nhúc nhích dường như đã ngất đi tiêu phàm không để ý tới hoàng thanh vân bàn tay dương lên càn khôn đỉnh nhỏ đã về trong tay cẩn thận đánh giá vài lần vừa lòng gật gật đầu lại lật tay càn khôn đỉnh liền không thấy bóng dáng nguyên thành chân nhân mừng rỡ thu phù lục vào trong tay chắp tay về phía tiêu phàm cười ha ha nói chúc mừng tiêu chân nhân đại công cáo thành quả nhiên là tài nghệ như thần khâm phục khâm phục a à. tiêu phàm cười cười nói may mắn mà thôi không dám nhận tán thưởng của nguyên thành chân nhân tiêu chân nhân cũng đừng có khiêm tốn tối nay tanh xem như được mở rộng tầm mắt thật không ngờ thần thông đạo môn ta còn có thể thi triển như thế từ nay về sau, Ngọc Dương quan lại nhiều thêm một tuyệt kỹ, tất cả đều là nhờ Tiêu Chân Nhân ban tặng. Ha ha. Lão đạo sĩ cười rất vui vẻ. Lúc này, Hoàng Thanh Vân nhìn như ngất đi lại tỉnh dậy, giãy dụa ngồi thẳng người, hướng về Tiêu Phàm bái phục thật sâu, run giọng nói. Đa tạ Tiêu Chân Nhân ân cứu mạng, Hoàng Thanh Vân tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp đại ân của Tiêu Chân Nhân. Lời nói này của Hoàng Thanh Vân quả thật là phát ra từ nội tâm. Có đôi khi cái chết chợt dáng xuống lại không đáng sợ. Nhưng loại tra tấn ngứa ngáy vô cùng, sống không bằng chết kia, lại khiến người ta không thể chịu đựng. Tiêu Phàm giơ tay khẽ lắc, ôn hòa nói: "Hoàng tiên sinh không cần như thế, giúp mọi người làm điều tốt, quảng thích công đức, là môn quy của vô cực môn chúng tôi. Qua nhiều thế hệ tổ sư dạy bảo, không dám vi phạm." Hoàng Thanh Vân ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm kích, không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự lớn cách hoàng gia không xa, trong một gian mật thất bố trí rất âm trầm khủng bố, một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi trên một chiếc giường gỗ, hai tay vén ở trong bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Căn phòng bí mật không có bật đèn điện, chính là phía trước giường gỗ, trên một chiếc bàn đen thùi, đốt một chiếc đèn dầu, ngọn đèn dầu chợt sáng chưa tắt, chiếu rọi bóng dáng của người đàn ông trung niên trên vách tường, có vẻ hết sức quỷ dị. Trong nháy mắt mặt quỷ bị, Càn Khôn bình thu, Người đàn ông trung niên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức mở to, vẻ mặt đều là nghi hoặc. Sao lại thế này? Người đàn ông trung niên thì thào tự nói một câu. Cảm giác bỗng nhiên mất đi liên hệ với huyết hàng. Tòa biệt thự lớn cách hoàng phủ không xa này chính là phủ đệ của Phạm gia. Người người đàn ông trung niên u ám này dĩ nhiên là gia trưởng hiện tại của Phạm gia, Phạm anh rồi. Hàng đầu hạ trên thân thể người ta bỗng nhiên bị mất đi liên hệ, đối với gã mà nói thật ra cũng không phải là chưa từng phát sinh qua thông thường mà nói người bị hạ hàng đầu sẽ chết hàng đầu thuật cũng liền mất đi hiệu lực hoặc là người bị hạ hàng đầu ở cách gã quá xa loại cảm ứng tâm linh này cũng sẽ đứt chẳng lẽ hoàng thanh vân đã chết hay là ông ta đã rời xa thành lạc già suốt đêm chạy trốn dường như tính khả năng của hai loại này cũng không phải rất lớn đối với huyết hàng thuật mình hạ phạm anh hiểu rõ trong lòng uy lực cố nhiên rất lớn nhưng có lão đạo kia của ngọc dương quan ra mặt hoàng thanh vân vẫn không thể chết nhanh như vậy hẳn là vẫn có thể kéo dài thêm vài ngày về phần phá giải đó là nghĩ cùng đừng nghĩ phạm anh đối với hàng đầu thuật của mình vô cùng tự tin rời khỏi thành lạc già phạm anh cũng biết là không khả thi lúc này hoàng thanh vân sợ là đã sớm biến thành quái thai cả người máu me nhảy nhụa rồi một bộ dạng khủng bố có thể chạy đi đâu chứ hơn nữa chạy ra bên ngoài thì có ích lợi gì. Còn không phải chỉ còn đường chết. Nhưng, vì sao liên hệ lại đột nhiên bị đứt chứ? Phạm Anh trầm ngâm một lát, không nắm được mấu chốt, trong mắt hung quang chợt lóe, miệng lẩm bẩm, một đoạn chú ngữ tối nghĩa nhẹ vang lên trong mật thất. Trong mật thất bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, một bóng người mơ hồ không rõ, hiện ra phía trước giường gỗ. Bóng người này cực kỳ mơ hồ, vóc dáng thấp bé như đứa trẻ, trong âm phong không ngừng lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi hoàng ra thăm dò, chú ý cái lão đạo kia, cố gắng tránh ông ta đi, có cái gì không đúng, lập tức quay lại. Phạm Anh thấp giọng phân phó nói, giống như đang nói chuyện với một người rất quen thuộc vậy. Lại là một trận âm phong thổi qua, quỷ ảnh mơ hồ kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Bên trong phòng ngủ của Hoàng Thanh Vân, Tiêu Phạm buông giấy bút, đem đơn thuốc vừa mới viết xong đưa cho Hoàng Cao Huy. Mặc dù huyết hàng trong thân thể của Hoàng Thanh Vân đã bị hắn thu phục, nhưng Trung Quy đã bị thứ này xâm hại hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, gần như nước, cơm không thể nuốt vào, chỉ dựa vào việc truyền chút dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch để duy trì sinh mệnh, thân thể quả thật ảnh hưởng lớn, cần phải nghiêm túc điều dưỡng một chút. Hoàng Cao Huy hiện tại đã là một lòng kính phục đối với tiêu phàm, hai tay vội vàng nhận lấy đơn thuốc. Tiêu phàm đem những hạng mục cần chú ý phân phó cho anh ta mấy câu, trên mặt hiện ra một tia cười, nói. Hoàng tiên sinh, Hoàng đại thiếu gia, còn có một chuyện, cũng muốn nói với hai người một chút. Hoàng Thanh Vân vội vã nói. Tiêu chân Nhân cứ việc phân phó. Phân phó không dám nhận, chuyện này là liên quan đến Hoàng Nhị Thiếu Gia và Phạm Linh Tiểu Thư. Chuyện giữa hai người trẻ tuổi này, không biết Hoàng Nhị Thiếu Gia đã từng nói chi tiết với Hoàng Đại Thiếu hay chưa? Hoàng Cao Huy có chút sửng sốt, quả thật không nghĩ đến giờ phút này, tiêu phàm cư nhiên sẽ nhắc đến chuyện yêu đương của hai người trẻ tuổi này trong suy nghĩ của hoàng cao huy chuyện như thế này thực sự quá nhỏ rồi làm sao đáng để một nhân vật lớn như tiêu phàm đặc biệt chú ý đến sau giây lát sững sờ hoàng cao huy rất nhanh liền hồi phục tinh thần lại vội vàng nói dũng huy vừa rồi có nhắc đến với tôi tiêu phàm khẽ mỉm cười nói vậy thì tốt nhìn từ tướng mạo hai người họ có duyên vợ chồng nếu như có thể, vẫn mong Hoàng Tiên Sinh và Hoàng Đại Thiếu ra tận lực tác thành chuyện này. Có lẽ tương lai có thể nhờ chuyện này hóa giải ân oán giữa hai nhà Hoàng Phạm, khai sáng một cục diện hoàn toàn mới. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 465